chương 31 Hố hàng học viện Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Năm tháng như thôi đưa, Thiên Trọng Lăng ở Thiên Thủy học viện cũng thoải mái nhàn nhã qua ba tháng. Ba tháng thời gian này bên trong, Thiên Trọng Lăng cũng đúng Thiên Thủy học viện dần dần hiểu thấu triệt, nói thật Thiên Thủy học viện công trình hay lại là cực kỳ hoàn thiện. So với tương lai một cái chỉ có thể thổi loạn Tây Bắc phong cái gì quái vật học viện đáng tin nhiều lắm. Nói trước thầy giáo trong lực lượng, chính phó viện trưởng đều là hồn đấu la cao thủ cấp bậc, mà hồn thánh cấp bậc giáo sư có 4 cái, hồn đế cấp bậc có 8 cái, hồn vương lời nói có 17 cái, về phần thấp hơn hồn sư cũng chưa có, thiên thủy học viện giáo sư yêu cầu thấp nhất là hồn vương mới được. Cái gọi thực là quái vật học viện, hồn đấu la không có, hồn thánh hai cái, hồn đế ba bốn cái, thầy giáo trong lực lượng trực tiếp bị thiên thủy học viện dây thành đóng cặn bã. Lại nói học viên về số lượng, Thiên thủy học viện lớp sơ cấp lớp cao cấp cộng lại tổng cộng 4-500 hào học viên, quái vật học viện tự lập học tới nay toàn bộ học viên đều không vượt qua số 100 nhân, lần nữa bị dây thành đóng cạn bã. Sau đó hệ thống thiết bị tốt đẹp phương diện, cái này liền cạn không cần phải nói, cao cấp hồn sư học viện cần thiết màu sắc tự vệ tu luyện tràn, sử lai khắc học viện cũng chưa có, thậm chí liền sơ cấp hồn sư học viện cơ sở thiết thi tiêu chuẩn sử lai khắc học viện cũng không có đạt tiêu chuẩn thiên thủy học viện, không nói màu sắc tự vệ tu luyện trạng, sân huấn luyện, phòng học thậm chí đặc biệt phân ra bể bơi, vũ đạo phòng, âm nhạc phòng, dù sao thiên thủy học viện các đời học viên, có rất nhiều đều là giỏi ca múa tiểu tỷ tỷ. Những thứ này công trình bên trong, thiên trọng lăng thích nhất chính là bể bơi rồi. Muốn nói gì, đó chính là, tin này trí tình lệ đầu xe, vừa trắng vừa to trước chiếu đèn, lưu tuyến hình thân xe cùng đuôi xe. Nói tóm lại, thiên thủy học viện thật tốt. Cuối cùng thu nhận trên tiêu chuẩn, quái vật học viện, trong trường học chỉ thu nhận quái vật, không thu nhận người bình thường, tuổi tác vượt qua 13 tuổi, hoặc là hồn lực không có đi đến 21 cấp trở lên, bọn họ hết thảy không muốn. Như vậy đề tài tới, một cái có thể ở 10 trước 3 tuổi tu vi đi đến 21 cấp thiếu niên hồn sư, tiên thiên hồn lực ít nhất có lục cấp thậm chí trở lên, như vậy thiên tài hồn sư đi còn lại học viện học tập cùng đi sử lai khắc học viện học tập khác biệt rất lớn sao? Nếu như cái gọi là quái vật học viện, có thể đem thiên phú một loại hồn sư, tỉ như tiên thiên hồn lực cấp 3 cấp 4 hồn sư bồi dưỡng, kia này quái vật học viện trường học chất lượng tự nhiên không thể chê, nhưng là đem thiên tài bồi dưỡng thành tài, tùy tiện một cái cao cấp học viện đều được, chính bởi vì ta bên trên ta cũng được, cần ngươi làm gì? Cuối cùng nói đến Quái Vật Học Viện tốt nghiệp về số người, căn cứ một cái cái thế ngân hộ cách nói, Sử Lai like Khắc Học Viện tổng cộng trúng tuyển 62 cái học viên, nhưng là chỉ tốt nghiệp 14, Sử Lai like Khắc Học Viện tốt nghiệp yêu cầu là trước 20 tuổi đi đến 41 cấp, không đạt tới sẽ không cho tốt nghiệp. Nói cách khác 62 cái tiên thiên hồn lực ở lục cấp trở lên thiên tài học viên, cũng chỉ có 14 người ở trước 20 tuổi đạt tới cấp 40. Muốn biết rõ đối với thiên tài mà nói hồn tông trước tu luyện hay là rất nhanh, huống chi những thứ này chỉ là tính toán học viên tốt nghiệp, còn lại 48 cái vẫn là thiên tài. Những thứ này không có tốt nghiệp học sinh, rốt cuộc là bởi vì bọn hắn không đủ cố gắng đâu rồi, hay là bởi vì cái gọi là quái vật học viện chính là một cái thần hố đâu rồi, dĩ nhiên trong này tất nhiên có một ít nửa đường tỉnh ngộ lại, trực tiếp chạy trốn đi còn lại học viện học viên. Nhưng là coi như hướng nói ít, sử lai khắc học viện ít nhất chơi đùa chết chơi đùa phế 20 trở lên thiên tài hồn sư thiếu niên. Hoặc là nói như vậy, một cái mới vừa thành lập trường học, trường học tối cao hơn một cấp giáo thụ, nói không phải các tỉnh thành phố thi vào trường cao đẳng trạng nguyên ta không thu, ngươi không xứng, nếu như ngươi thi vào trường cao đẳng trạng nguyên, ngươi là đi thanh hoa bắc đại, có trung khoa viện viện sĩ, đâu rồi, hay là đi cái này mới vừa thành lập trường học đây. Về phần Thiên Thủy Học Viện tốt nghiệp điều kiện là căn cứ nhập học lúc Thiên Phú mà phân chia tiêu chuẩn, cũng chính là nhìn tiên thiên hồn lực cao thấp làm tiêu chuẩn tốt nghiệp, tiêu chuẩn vì hồn lực từ level 30 đến cấp 45 không giống nhau, tuổi tác từ 30 tuổi đến 40 tuổi không giống nhau. Này toàn bộ hành trình dưới sự so sánh đến, Sử Lai like khắc học viện bị Thiên Thủy Học Viện dây thương tích đầy mình. Trở lại chuyện chính, mặc dù Thiên Trọng Lăng đã chính thức tiến vào Thiên Thủy Học Viện, hơn nữa đãi ngộ cùng địa vị cũng coi là khá cao chỉ là rảnh rỗi điểm bởi vì thiên thủy học viện không có cho thiên trọng lăng an bài chương trình học biểu thị ngươi thích dạy ai sẽ dạy ai nói cách khác nếu như thiên trọng lăng lười lời nói cái gì cũng không dạy mỗi tháng cũng có thể bắt được thiên thủy học viện phát kim hồn tiền nếu như phải nói dạng này thiên thủy học viện thua thiệt lời nói đó chính là nói vớ vẩn tiêu điểm tiểu tiền mời một phong hào đấu la làm lão sư chính là cái này phong hào đấu la cái gì cũng không làm, làm cái vật biểu tượng, này lực uy hiếp cũng đầy đủ. Hơn nữa nếu như cái này phong hào đấu la tâm tình tốt, chọn lựa mấy cái thuận mắt học viên tự mình hướng dẫn, vậy càng là trực tiếp tại chỗ cất cánh. Ua, cái này có thể coi như là phong hào đấu la đệ tử thân truyền, cho nên bất kể nói thế nào thiên thủy học viện cũng kiếm rất. Đương nhiên mặc dù thiên trọng lăng là lười nham thời kỳ cuối, nhưng là chọn mấy cái chính mình cảm thấy thiên phú không tệ học viên, hơi chút hướng dẫn một chút còn thì nguyện ý làm. Thiên trọng lăng chọn học viên trung, thiên phú tốt nhất phải thuộc thủy nhu thân khuê nữ, 14 tuổi thủy nguyệt vũ rồi, lúc ấy là 29 cấp hồn lực, đỉnh cấp vũ hồn tinh thể băng lam phượng, tiên thiên hồn lực cửu cấp. Vốn là thiên phú cũng không tệ thủy nguyệt vũ, bởi vì thiên trọng lăng hướng dẫn, bây giờ hồn lực là 32 cấp, thứ ba hoàng là 2.100 năm tử sắc hồn hoàng, vượt qua tầm thường phối trí cái loại này. Hai năm sau, thiên thủy học viện buổi trưa, không trung vạn dặm không mây, trong sân trường hoàn toàn yên tĩnh. Thiên thủy học viện trong tiệm sách, thiên trọng lăng hiếp cặp mắt lười biến nằm ngửa ở bên cạnh bàn làm việc trên ghế mây, trải qua hơn nguyệt dựa vào lý lẽ biện luận, hơn nửa lúc trước thư viện nhân viên quản lý cáo lão về quê. Thiên Trọng Lăng liền kiêm chức Thiên Thủy Học viện Thư viện Nhân viên Quản lý cái này cương vị ngay tại thiên trọng lăng nhanh ngủ thời điểm, thư viện đại môn lại đột nhiên bị đẩy ra, chỉ thấy một đôi nhìn không tì vết chút nào, trắng như tuyết mà mềm mại chân dài, nện bước ưu nhã nhịp bước đi vào. Là tiểu nguyệt vũ A. Thiên trọng lăng cũng không ngẩng đầu lên nói. Thủy nguyệt vũ mặt đẹp mang theo một tia mỉm cười, chậm rãi đi tới trước mặt thiên trọng lăng, mở miệng nói. Lão sư, viện trưởng gọi ngươi đi nàng phòng làm việc, nói là có chuyện tìm ngươi nói. Hả? Có nói cái gì chuyện sao?" Thiên Trọng Lăng cười nhạt nói, "Ta cũng không biết rõ. Kia phỏng chừng không phải là cái gì việc gấp." Thiên Trọng Lăng có chút tinh thần không dao động nói. Vậy để cho lão sư ngủ trước một giờ, tiếng nói vừa dứt, vốn là đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung hắn, liền nhắm hai mắt lại, chuẩn bị ngủ một giấc. "Thủy Nguyệt Vũ, lão sư." Thủy Nguyệt Vũ cắn răng nghiến lợi một chữ một cái nói. Nửa giờ sau, thiên trọng lăng mang theo thức dậy tức, vẻ mặt oán niệm đi ra thư viện, chậm rãi đi tới cách vách lầu, một cái viết viện trưởng phòng làm việc căn phòng, gõ cửa một cái sau, đi vào. Về phần thức dậy tức, bởi vì hắn nhưng là bị thủy nguyệt vũ, gắn gượng gãy bốc lên. Nói tốt đấm bóp, ngươi lại cù lét, còn nói cái gì dùng khối băng cho lão sư nói một chút thần. người trẻ tuổi, không nói võ đức, háo tử vĩ trấp, Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 32 Mật ngọt thao tác Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Viện trưởng, tìm lão phu có chuyện gì? Thiên trọng lăng rất rõ ràng không phải là lần đầu tiên tới phòng viện trưởng, chỉ thấy hắn cực kỳ quen thuộc từ trong ngăn kéo nhảy ra khỏi một túi dùng làm tinh bên kia ni lon đóng gói màu trà cái túi nhỏ, sau đó thuận tay cầm lấy hai cái ly, từ trong túi đổ ra một ít màu trà bột cho mình còn có thiên thủy học viện viện trưởng thủy ngưng, phân biệt rót một ly, mà cái kia màu trà trên cái túi nhỏ bất ngờ viết bốn cái tiếng trung chữ to. Tước sao cà phê. Này cái gọi là cà phê, dĩ nhiên là đánh dấu lễ bên trong bọc lái ra, một lần nào đó ở thiên trọng lăng phòng làm việc thấy hắn đang uống cái này, liền bị thủy ngưng tịch thu rồi mấy túi. Một bộ đầy đủ chương trình sau đó, thiên trọng lăng nhìn chầm chầm không chớp mắt mắt tiền thân xuyên màu xanh da trời giáo sư chế phục thủy ngưng, không thể không nói cho dù lấy thiên trọng lăng ánh mắt đến xem, thủy ngưng ở đấu la đại lục bên trên cũng thuộc về xếp hàng đầu mỹ nữ. Về phần nguyên nhân mà, chân này, mặt mũi này, này gấu mèo. Nhìn thiên trọng lăng một bộ tự như quen bộ dáng, thủy ngưng cười nhạt nói. Trong học viện trước mắt có ba cái học viên đạt tới level 30, hai cái học viên đạt tới cấp 40, lần này đó là mời thiên lão sư dẫn các nàng đi lấy được hồn hoàng, lấy được các nàng chân chính cực hạn hồn hoàng muốn biết rõ Nguyệt Vũ đứa bé kia thứ ba khâu, nhưng là để cho rất nhiều thầy trò đều hâm mộ rất. Khóe miệng của Thủy Ngưng móc ra một nụ cười châm biếm đối thiên trọng lăng trừng mắt nhìn. Đấu la đại lục trên nhưng phàm là có truyền thừa hồn sư gia tộc cũng biết rõ, từng cái hồn sư cấp bậc nên hấp thu cái dạng gì thời hạn hồn hoàng mới có thể làm cho mình hồn hoàng đi đến tối đại hóa, cho nên liền xuất hiện một cái thông thường hấp thu hồn hoàng phạm vi, để nhất hồn hoàng, cũng sẽ tuyển dụng 300 đến 400 năm giới hạn hồn hoàng, thứ hai hồn hoàng 600 đến 700 năm vân vân. Nhưng là người nào đó đem những số liệu này thống kê một chút, liền đem đem cho là hồn hoàng thời hạn cực hạn, hơn nữa còn chẳng biết xấu hổ nói này là mình lý luận. Người này lý luận là như vậy, đệ nhất hồn hoàng thời hạn 423 năm, thứ hai hồn hoàng thời hạn 764 năm, thứ ba hồn hoàng thời hạn 1760 năm, thứ tứ hồn hoàng thời hạn 5.000 năm, thứ năm hồn hoàng thời hạn tháng 1 năm 2000, thứ sáu hồn hoàng thời hạn 20.000 năm, thứ bảy hồn hoàng thời hạn 3.050.000 năm, thứ tám hồn hoàng thời hạn 50.000 năm trở lên, thứ cửu hồn hoàng thời hạn là 100.000 năm trở lên. Thông thường là đúng nhưng là cái này cái gọi là lý luận chỉ có thể nói đúng một nửa, một nửa kia là sai. Mọi người đều biết, nếu như hồn sư thân thể không thể chịu đựng hồn hoàng áp lực, hồn sư sẽ gặp bạo thể mà chết, như vậy nói cách khác chỉ cần cường độ thân thể đủ rồi, cũng sẽ không bạo thể mà chết. Thú vũ hồn cường độ thân thể vượt qua thức ăn hệ vũ hồn cường độ thân thể, hơn nữa phái nam hồn sư nói như vậy có thể so với nữ tính hồn sư thân thể tráng kiện một ít, đây là tiên thiên nhân tố. Như vậy đề tài tới, phái nam thú vũ hồn hồn sư cùng nữ tính thức ăn hệ hồn sư, đồng thời dựa theo đệ nhất hồn hoàng thời hạn 423 năm hấp thu hồn hoàng sẽ phát sinh cái gì? đại khái suất là phái nam thú vũ hồn hồn sư có thể thành công hấp thu, nữ tính thức ăn hệ hồn sư tại chỗ chân Việt thăng thiên, lùi một bước nói nữ tính thức ăn hệ hồn sư có thể hấp thu cái này hồn hoàng, mà thân thể năng lực chịu đựng mạnh hơn phái nam thú vũ hồn hồn sư khởi không phải có thể cân nhắc hấp thu 500 năm hồn hoàng rồi hả? Cho nên nhưng phàm là có truyền thừa hồn sư gia tộc căn bản không có đem một cái ba hoa vương giả lý luận, coi thành chuyện gì to tác, dù sao thật dựa theo ba hoa vương giả lý luận, bất luận bất kỳ tình huống gì thống nhất dựa theo tiêu chuẩn này hấp thu hồn hoàng, như vậy sợ không phải muốn chết bao nhiêu người. Mà Thủy Ngưng nói bóng gió liền để cho Thiên Trọng Lăng dẫn đội, giúp mấy cái này học viên săn được nàng một chút môn chân chính cực hạn hồn hoàng, cái này hồn hoàng bao gồm không giới hạn cái gọi là cực hạn thời hạn. Thiên Trọng Lăng nói, nếu như từ vũ hồn giác tỉnh bắt đầu bồi dưỡng, Lão Phu là có nắm chắc làm cho các nàng thứ hai hồn hoàng đó là tử sắc, thứ tứ hồn hoàng màu đen, chỉ bất quá lấy học viên tình huống trước mắt mà nói lão phu không có thể bảo đảm có thể để cho các nàng đột phá hạn chế thấy thiên trọng lăng đồng ý thủy ngưng cười nói thiên lão sư chỉ cần hết sức là được thiên lão sư chuẩn bị dẫn các nàng đi chỗ nào đi cực bắc chi địa đi thiên trọng lăng suy tư chốc lát trả lời thiên trọng lăng sở dĩ sẽ nguyện ý có mấy cái nguyên nhân một trong số đó ở nguyên thời không trung tương lai thiên thủy học viện nhưng là cho sử lai khắc học viện đã kích hoài nghi nhân sinh, đối tiểu tỷ tỷ còn hạ thủ ác như vậy, này có thể không được a. À? Cho nên rồi, thiên trọng lăng từ cái thời đại này bắt đầu liền có thể thiên thủy học viện tăng cường một chút nội tình, không nói xa cách chưa chút kiếm trận, trận pháp loại, đoán chừng đến thời điểm treo lên đánh một chút sử lai khắc học viện không vấn đề gì. Hai, cực bắc chi địa nhưng là có ba cái thời hạn vượt qua không năm hồn thú, băng đế cùng tuyết đế cùng với chúng ta thiên mộng ca, thiên trọng lăng có chút nhớ quá khứ cùng hai vị này câu thông một chút, trò chuyện một chút nhân sinh lý tưởng, về phần thiên mộng băng tạm ca, thiên trọng lăng tạm thời còn không nghĩ tới làm sao an bài nó. Thứ ba, thiên thủy học viện học sinh, vũ hồn thuộc tính lấy thủy thuộc tính làm chủ, còn có một ít là băng thuộc tính vũ hồn, hơn nữa ở đấu la đại lục bên trên, thủy cùng băng thật giống như không có khác nhau lớn gì. Đi cực bắc chi địa sao? cũng là có thể. Suy tư chỉ chốc lát sau, Thủy Ngưng mở miệng nói. Sau đó song phương câu thông một ít phương diện chi tiết đồ vật sau đó, Thủy Ngưng thông báo Thiên Thủy học viện mấy vị học viên, làm cho các nàng qua mấy ngày đi cực bắc chi địa. Thiên Trọng Lăng ở Thiên Thủy học viện lười biến độ nhật thời điểm, nhà mình Vũ Hồn Điện bên kia cũng không nhàn rỗi. Vũ Hồn Thành, Đấu La Điện Thiên Đạo Lưu dẫn Kim Ngạc, Thiên Quân, Hàng Ma, Ma Hùng, Quỷ Báo, thánh long đợi mấy cái chính mình hồ bằng cẩu hữu vẻ mặt nghiêm túc đứng về phần trước mắt công cụ gây án vừa mới thành thục không lâu 14 tuổi khoảng đó thiên tầm tật tiểu bằng hữu tạm thời còn chưa có tư cách đi vào nơi này chư vị cung phụng cao tổ gia gia đã 8 năm không về sợ đã về cõi tiên hôm nay bản tọa đem quần áo chôn cất vào đấu la điện lập mộ chôn quần áo và di vật chư vị có thể có dị nghị thiên đạo lưu đối bên người mấy cái hồ bằng cẩu hữu hỏi Lão gia tử, năm xưa còn chỉ điểm quá lão phu, lẽ ra nên như vậy, ta Kim Ngạc đấu la thiên ngạc tán thành. Người mặc trường bào màu vàng ống bên trên thêm một cái dữ tận hoàng kim ngạc ngư thiên ngạc nói. Đại ca cao tổ gia gia, chính là ta cao tổ gia gia. Thánh Long đấu la nói. Lão gia tử, bất luận là tu vi vẫn còn lại đều là chúng ta tấm gương, nếu như lão gia tử đều không thể ở đấu la điện lập được mộ chôn quần áo và di vật, chúng ta có ai có thể? Ma hùng đấu la nghĩa chính ngôn từ nói. Đối được, vậy chuyện này liền như thế quyết định. Thấy cung phụng điện chư vị phong hào đấu la cũng không có ý kiến, thiên đạo lưu một mực âm trầm sắc mặt cũng không khỏi dần dần dễ dàng hơn. Gia gia cùng ba cùng còn lại tổ tiên cũng không có hoàn thành sự tình, để cho ta làm được, bốn bỏ năm lên bên dưới, khởi không phải nói rõ ta thiên đạo lưu mạnh hơn tổ tiên. Thiên bất phàm, thiên tức dạ. Bất tiếu tử tôn, gọt không chết được ngươi nha. Ba ngày sau, đấu la trong điện bộ nhiều hơn một cái tân mộ bia, trên mộ bia viết. Vũ hồn điện đời thứ màng tám tổ tiên kim thứ chín mặt cho giáo hoàng. Thiên trọng lăn ra đời ngày. Không biết. Hưởng thọ. Hơn 1.400 tuổi. Công tích. Trọn đời phát triển mạnh vũ hồn điện kinh tế, trấn áp tà hồn sư, đối xử tử tế bình dân, là một vị tài đức vẹn toàn, chân thành hòa ái tổ tiên. Trở xuống, tĩnh lược vạn chữ. Một số năm sau, thiên trọng lăng nhìn mình mộ bia, mặt đầy hắc tuyến, hận không được đem này bất hiếu con cháu treo ngược lên đánh. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 33 Hồn hoàng lấy được hoàn thành. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cực bắc chi địa cùng thiên thủy học viện giữa khoảng cách đúng vậy đoán gần, cho dù Thiên Thủy Học viện năm cái học viên đều là hồn sư, một đám người từ Thiên Thủy Học viện chạy đến Cực Bắc chi địa đi, cũng phải tiêu phí tốt mấy ngày. Chủ yếu là, Thiên Trọng Lăng cần phải cân nhắc Thiên Thủy Học viện các học viên tình huống thân thể, nếu như vẹn vẹn chỉ là một mình hắn lời nói, từ Thiên Thủy Học viện đến Cực Bắc chi địa ngược lại là không bao lâu, đoán chừng mấy giờ là đủ rồi. Bất quá, Thiên Thủy Học viện các học viên cũng không có Thiên Trọng Lăng thực lực cho nên thiên lão gia gia chỉ có thể mang theo năm cái tiểu mùi mùi cùng với hai cái hơi lớn một tí tẹo như thế tiểu tỷ tỷ ba cái ngụy hồn tôn hai cái ngụy hồn tông cùng với hai cái bảo giá hộ hàng hồn thánh lão sư nửa tháng sau cực bắc chi địa vòng ngoài bốn lấy nói hoang tàn vắng vẻ thiên trọng lăng đám người một đường đến cũng liền ở vòng ngoài thỉnh thoảng thấy được một ít tương tự chợ như thế buôn bán đến tiếng vào này băng tuyết hồn thú rừng rậm đủ loại đạo cụ tỉ như giữ ấm quần áo, cùng với một ít ở băng tuyết trong rừng rậm công cụ. Nhưng loại này chở rất ít, bởi vì ít có hồn sư sẽ đi tới loại hoàn cảnh này tồi tệ địa phương, ở loại hoàn cảnh này trung, đối hồn lực tiêu hao cùng thân thể gánh vác quá lớn, so với tinh đấu đại xâm lâm cũng phải làm phiền rất nhiều. Một tháng sau, thiên trọng lăng đoàn người này thời điểm đã tới chuyến này người cuối cùng mục đích nơi, đây là một mảnh tuyết rừng cây nhỏ, mấy con tảng ra trùng mình chim ở rừng cây phía trước hồ nhỏ chơi đùa thấy thiên trọng lăng đoàn người đến, cầm đầu chim địch ý không che giấu chút nào, dù sao nhân loại cùng hồn thú lẫn nhau coi là kẻ thù, đã sớm không có thể điều chỉnh. Viễn cổ trước thú nói đại hưng, nhân loại cũng bất quá là hồn thú trong miệng khẩu phần lương thực, mà khi nhân loại xuất hiện thứ nhất hồn sư sau đó, thế cục liền bắt đầu chậm rãi nghịch chuyển, mà bây giờ nhân đạo đang thịnh, chính là hồn thú càng là giống như phúc xào trứng. Mà thiên trọng lăng trước mắt cái này cao hơn 2 mét, có màu băng lam trưởng ước bốn thước nhiều đuôi cánh, không sai biệt lắm hơn hai nghìn năm tu vi băng ngưng tước, đó là hắn cho người cuối cùng còn không có đạt được hồn hoàng Ngụy hồn tôn quyết định mục tiêu. Nhìn trước mắt băng ngưng tước, thiên trọng lăng lạnh lùng hai tròng mắt thoáng qua một đạo hàng quan lạnh lẽo, mà tảng băng điểu phản phất là cảm nhận được thiên trọng lăng sát ý. Tiếu tiếu Một thân thê lương tiếng kêu to vang dội ở bên này trong rừng cây nhỏ, hai cánh đột nhiên vung chuyển động thân thể nhanh chóng bay lên trôi lơ lửng ở bán không sau đó, rồi sau đó màu băng lam nhọn điểu chuẩn có chút mở ra, màu xanh nhạt khí lạnh ở trong đó chậm rãi ngưng tụ. Này đó là băng ngưng tước kỹ năng thiên phú, cực hàng xâm thực. Đem băng hàng bên cốt trùng mình đủ để trong nháy mắt đóng sát một tên đê giai hồn tôn. Nếu như có thể tu luyện tới 10 vạn năm kia cực hàng xâm thực biến thành tiếng giai thành tuyệt đối linh độ, chỉ có 95 cấp trở lên siêu cấp đấu la mới có thể có lực đánh một trận, chỉ bất quá khuyết điểm đó là tỷ số trúng mục tiêu cảm động lòng người hơn nữa yêu cầu nhất định súc lực thời gian mắt thấy băng ngưng tước cực hàng xâm thực liền muốn súc lực hoàn thành nếu như là người bên cạnh chỉ sợ khó mà ngăn cản nhưng là đây là băng ngưng tước gặp phải là thiên trọng lăng thiên trọng lăng không cắt đứt nó kỹ năng ý tưởng cực hàng xâm thực màu băng làm khí lạnh trên không trung vạch qua lưu hạ một đạo bạch ngân khí lạnh chớp mắt là tới chỉ bất quá đến trước người thiên trọng lăng nửa thước nơi căn bản là không có cách tiếp tục hướng phía trước, cho dù băng ngưng tước như thế nào thêm cường hồn lực phát ra cũng là như vậy. Thiên trọng lăng hai tròng mắt thoáng qua một đạo hồng quang, trước người hắn kia màu băng lam khí lạnh phản phất bị nào đó không thể lực lượng đề kháng nghiền nát một dạng trong nháy mắt bể tan tành, hóa thành vô số màu xanh nhạt băng lăng từ bán không tán lạc. Tiếu tiếu. Băng ngưng tước kiến thức không đúng, hai cánh rung một cái liền muốn bay khỏi nơi đây, phi hành hồn thú có như thế tiên thiên ưu thế, vì vậy gần đó là cao cấp hồn sư đều khó lùng dết đến chính mình cần thiết thời hạn tu vi phi hành hệ hồn thú, vì vậy thường thường chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Oanh! Thiên trọng lăn bàn tay hướng về phía hư không nắm chặt, vừa muốn bay khỏi nơi đây băng ngưng tước, hai cánh hai chân trong nháy mắt tan tành, phản phất một cái tinh xảo bình thủy tinh bị một cái búa tạ chú y quá như thế. Hồng sắc huyết vụ cùng thảm bạch cốt cạn bã đã phổ ra một khúc tàn khốc nhạc khúc, Tần Yến, nhanh. Thiên trọng lăng lãnh đạm âm thanh vang lên. Mà thiên thủy học viện level 30 hồn tôn Tần Yến, động tác cũng là cực kỳ nhanh chóng, thứ hai hồn hoàng trong nháy mắt sáng lên. Sau một khắc một khối nhọn tản ra rùng mình băng lăng, vạch qua hư không trực tiếp đâm xuyên qua băng ngưng tước đầu, ngay tại lúc đó một đạo tử sắc hồn hoàng ở trên người băng ngưng tước hiện lên. Thiên trọng lăng nhìn cái này hồn hoàng, khẽ mỉm cười. Bắt đầu đi. Tần Yến gật đầu một cái, đi tới băng ngưng tước thi thể trước mặt, ngồi xếp bằng, bàn tay nhẹ nhàng một chiêu, băng ngưng tước hồn hoàng liền bay đến đỉnh đầu của nàng phía trên. Một cổ cường đại lại lạnh giá năng lượng từ đỉnh đầu không ngừng tràn vào Tần Yến trong cơ thể, trong phút chốc, Tần Yến thân thể không khỏi một trận run rẩy kịch liệt. Dân trào mà vào hồn hoàng lực trong khoảnh khắc lễ rửa tội rồi Tần Yến thân thể, nhưng lệnh Tần Yến có chút kỳ quái là, như thế lạnh giá năng lượng cũng không có lệnh thân thể nàng cảm nhận được khó có thể chịu đựng. Đơn giản mà nói chỉ là có chút chống đỡ, nhưng vẫn là có thể tiếp lấy ăn một chút. Sau đó trong thời gian, Tần Yến mỗi thời mỗi khắc cũng muốn thừa nhận kinh khủng thêm lạnh giá năng lượng cọ rửa thân thể nàng, nàng ta nhẵn nhụi trơn mềm trên da, mồ hôi sen lẫn tia máu thẩm thấu ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, trên người nàng thủy lam sắc quần dài đã giống như là bị thủy ngâm quá thiên trọng lăng cùng hai cái hồn thánh lão sư là ngồi ở bên cạnh nàng vì nàng hộ pháp nhưng là cũng không cắt đứt nàng hấp thu toàn bộ hồn hoàng quá trình qua không biết rõ bao lâu tần yến thừa nhận kịch liệt thống khổ đạt đến đến cực hạn hồn thánh trần tiêu tuyết thần sắc dần dần ngưng trọng mặc dù nàng hy vọng tần yến có thể vượt qua chính mình cực hạn nhưng là lại không muốn nhìn thấy nàng bởi vì không cách nào vượt qua thời hạn hấp thu hồn hoàng từ đó bạo thể mà chết còn chưa tới cực hạn phản phất nhìn thấu trần tiêu tuyết lo âu, thiên trọng lăng mở miệng nói. Hết thảy giống như thiên trọng lăng nói, mặc dù hấp thu có chút khó khăn, nhưng là vẫn hữu kinh vô hiểm thành công. Tử sắc hồn hoàng đeo vào trên người tần yến, nàng thở vào nhẹ nhõm. Bởi vì thiên trọng lăng tồn tại, nàng đi tới một bên từ hồn đạo khí chính giữa lấy ra một bộ quần áo mới, đổi trên người đã ướt đẫm quần áo. Lão sư, ta thành công mặc dù tần thì yến rất bình tĩnh vừa nói, nhưng là nàng thanh âm chính giữa nhưng là vô cùng vui sướng. Có cái loại này cảm giác đặc biệt sao? Tỷ như mu bàn tay, hoặc là sau lưng có vật gì muốn nhô ra sao? Thiên trọng lăng quét mắt liếc mắt trước mắt mùi tử nói. Lão sư cũng không có. Tần yến cũng không để bụng nói, dù sao dọc theo con đường này thiên trọng lăng nhưng là hỏi nhiều lần, vừa nãy là lần thứ năm. Thiên trọng lăng không khỏi lắc đầu một cái, trong lòng nhổ nước bọt nói. Đồng dạng là vượt qua thường giới hạn hấp thu hồn hoàng, tam cát là có thể làm một ngoại phụ hồn cốt, thiên thủy học viện năm cái tiểu tỷ tỷ nhưng là ngay cả một hồn cốt cũng không có, thật là không người nào, về phần năm cái tiểu tỷ tỷ thu được cái gì hồn kỹ, thiên trọng lăng đối cái này liền không có hứng thú, ngược lại cho dù là phong hào đấu la đang không có hồn cốt dưới tình huống, cũng chỉ có chính hồn kỹ, căn bản không đủ hắn đánh. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 34 Tin không luyện thể thuật Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tuyết Nguyên Trấn là khoảng cách cực bắc chi địa gần đây một cái thôn trấn, nhân địa lý vị trí nguyên nhân gần phân nửa trấn đều tại trắng xóa hoàn toàn cảnh tuyết bên trong, vì vậy cực kỳ lạnh lẽo. Bất quá giá rét cũng không có để nơi này tiêu điều đứng lên, ngược lại tương đương phồn vinh, bởi vì phải tiến vào cực bắc chi địa lời nói, ở chỗ này tiếp tế, sửa chữa một chút là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa bên này có thể vì hồn sư hoặc là mạo hiểm đoàn đội cung cấp chỗ ở khách sạn cùng quán trọ, rất nhiều lúc đều là cung không đủ cầu, tuyết nguyên trấn tốt nhất tuyết nguyên khách sạn càng phải như vậy. Lúc này tuyết nguyên khách sạn lầu một, không ít người mặc áo giáp hoặc là hồn sư chế phục lữ khách, ở chỗ này nói chuyện với nhau đến, tiếng cười mắng, chơi đùa âm thanh đột nhiên, cửa chính quán rượu bị đẩy ra, một cái râu tóc tất cả bạch lão nhân mang theo lạnh giá hàng phong đi vào quán rượu bên trong phía sau là năm cái tuổi trẻ thanh xuân tản ra sức sống thiếu nữ cùng hai cái phong vận dư âm mỹ phụ trung niên toàn bộ mặt màu thủy lam thống nhất chế phục chế phục bên trên có thể thấy thiên thủy học viện huy hiệu trường cho dù bởi vì khí hậu nguyên nhân thiên thủy học viện chúng học viên ăn mặc cũng rất thâm hậu nhưng là những y phục này hoàn toàn không cách nào che giấu các cô gái kia dịu dàng vóc người vóc người hoàng mỹ, hơn nữa như thiên sứ gương mặt, đủ để cho một đám các người mạo hiểm không nhìn được chảy nước miếng, nhưng là nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Đầu tiên có thể ở cực bắc chi địa sống tiếp, chắc chắn sẽ không đều là cái loại này chỉ dựa vào nửa người dưới suy nghĩ mặt hàng, chỉ bất quá suy nghĩ không tốt cũng có. Thiên trọng lăng lần đầu tiên mang theo thiên thủy học viện tiểu đội lúc tới sau khi, đó là gặp cái loại này mượn rượu thêm can đảm, sắc đảm ngập trời, lại không biết rõ trên đầu chữ sắt có cây đao nhân. Con sâu rượu này buông xuống hào ngôn, để cho thiên thủy học viện hai cái đại tỷ tỷ, nằm cái tiểu tỷ tỷ cùng tiến lên, hắn có lục vị bại địa hoàng hoàng, cái gì cũng không phải chuyện. Kết quả trần tiêu tuyết cùng tần quẩn hai cái hồn thánh trực tiếp đem lão tử quỷ thức tỉnh sau đó ném ra ngoài, rồi sau đó thiên trọng lăng cười ha hạ lấy ra chính mình chính hồn hoàng, sau đó cũng chưa có sau đó lúc này thiên trọng lăng chạy tới rồi khách sạn trên quầy ba, đối trước người mình phục vụ viên nói. Xích viêm ngọn lửa ba chén, tuyết sắc mân côi ngủ ly, ngoài ra ất tự nhất hào phòng, phòng số 2, phòng số 3 giúp chúng ta quét dọn một chút, tối nay vào ở. Không có cách nào bên này có thể ở khách sạn cơ bản đều là tràn đầy, vì vậy vì để tránh cho phiền toái thiên trọng lăng lúc tới sau khi thẳng nhất định nhận hai tháng ất tự hào ba gian phòng, về phần tốt hơn giáp tự hào sớm đã không có. Được rồi, xích viêm ngọn lửa ba chén, tuyết sắc mân côi ngủ ly, cộng thêm căn phòng sạch sẽ phí, tổng cộng 30 kim hồn tiền, 6 cái ngân hồn tiền. Phục vụ viên mang theo một phó chức nghiệp tính mặt mày vui vẻ nói, sau đó tỏ ý tiểu nhị cho thiên trọng lăng bọn họ mang rượu lên. Khách sạn đại sảnh, thiên trọng lăng nhẹ ho nhẹ một tiếng, các đứt kia năm cái tiểu mùi mùi khắp nơi loạn viết ánh mắt. Sắc trời đã tối, tối nay ở nơi này bên nghỉ ngơi, quy tắc cũ, Trần lão sư cùng với tần lão sư phân biệt cùng học sinh đi nhất hào cùng phòng số 2, lão phu phòng số 3. Thiên trọng lăng nói. Được, thiên lão sư. Trần tiêu tuyết cùng tần quẩn gật đầu nói, đối với thiên trọng lăng an bại như vậy, các nàng tự nhiên không lời nói. Đúng rồi, lão phu tới cực bắc chi địa còn có những chuyện khác, các ngươi trước hết ở nơi này chờ đợi lão phu 10 ngày nửa tháng khoảng đó, đến thời điểm đồng thời trở về. Dừng một chút. Thiên Trọng Lăng nói, hắn có thể không có quên lần này tới cực bắc chi địa nhưng là còn có một cái mục đích chưa đạt thành à kia thiên lão sư chú ý an toàn trần tiêu tuyết nói uống rượu ấm áp thân thể sau đó mọi người đang phục vụ viên dưới sự hướng dẫn trở lại mỗi người trong phòng màn đêm buông xuống không trung hoàn toàn mông lung thỉnh thoảng có một mảnh đám mây phiêu động qua cũng là u tối dị thường nhất thời toàn bộ tuyết nguyên trấn bao phủ ở một mảnh tường hòa trong yên tĩnh. Lúc này, tuyết nguyên khách sạn ất tự phòng số 3 bên trong vẫn sáng ánh sáng nhạt, trong phòng khách hạt phát động nhang thiên trọng lăng ngồi xếp bằng. Lúc này, thiên trọng lăng đã tiến vào không minh chi cảnh, tinh thần lực dần dần tản ra, chung quanh mấy ngàn thước bên trong hết thảy mọi thứ toàn bộ phơi bày ở trong đầu. Trong sân hoa có bên trên một cái tiểu thanh trùng, còn có tam cây đại hòe thụ trước nhất cái tiểu điệu ổ, rượu trong quán lữ khách còn có một chút chưa nghỉ ngơi, có là một người đang đối với cửa sổ suy ngẫm, có là tầm hai ba người ở tán gẫu, còn có đại hán ở vung quyền cùng rượu. Cực bắc chi địa phía ngoài nhất hai cái băng mỏm đá quái đang gặm ăn này băng tuyết, một cái băng nguyên gấu ở lăn lộn đầy đất. Thiên trọng lăng đem xa xa tinh thần lực dần dần thu hồi, chỉ tràn ngập ở tuyết nguyên khách sạn bên trong, bỗng nhiên giữa thiên trọng lăng mặt già đỏ lên, đem tinh thần lực toàn bộ thu hồi lại, trong miệng lẩm bẩm nói, lão phu không phải cố ý nha bất quá này bánh bao lớn ăn một cái phỏng chừng liền no rồi cảm giác lão phu một cái tay cũng bắt không tới dáng vẻ tất tự nhất hào phòng cùng phòng số hai là cùng một cái sân lân cận hai căn phòng mà hậu viện có một cái suối nước nóng một đường phong trần phó phó thất cái nữ nhân sau khi ăn uống no đủ muốn làm nhất sự tình tự nhiên muốn thư thư phục phục tắm một cái trần tiêu tuyết dẫn đầu mở ra suối nước nóng hiện phòng đại môn tiến vào sương mù đằng đằng trong ôn tuyền. Rút đi toàn bộ quần áo, thư thư phục phục trong suối nước nóng nằm xuống, ấm áp mặt nước bao phủ quá trắng nõn bắp đùi, nửa người trên cùng cao vút tuyết phong, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, ấm áp nước chảy ngâm hạ, trần tiêu tuyết thân thể, tư tưởng chậm rãi để trống, tiếng hít thở cũng biến thành vững vàng. Trần tiêu tuyết ngửa mặt nằm ở trên mặt nước, hạt dẻ sắc hai tròng mắt chậm rãi khép lại, mái tóc dài đen ống tán lạc ở trên mặt nước, sương mù lượng lờ hạ, hình ảnh lộ ra cực kỳ nhu mỹ. Phốc thông. Rất nhanh còn lại tần quẩn mấy người cũng là không chút nghĩ ngợi nằm tiến vào. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng tắm xuân ý dồi dào, thỉnh thoảng truyền tới chơi đùa âm thanh càng là chọc người mơ mộng. Tuyết tỷ, ngươi cảm thấy thiên lão sư nói có chuyện quan trọng muốn làm là chuyện gì a à? Tần quẩn nửa ngước thân thể đối cách đó không xa trần tiêu tuyết hỏi. Thiên lão sư thân là phong hào đấu la, chuyện hắn như thế nào chúng ta có thể đoán mò trần tiêu tuyết có chút dương đứng người dậy môi đỏ mộng khẽ mở nói tuyết tỷ ngươi nói thiên lão sư dạy một bộ kia luyện thể phép huấn luyện thật hiệu quả tốt như vậy sao tần quẩn hỏi đó là tự nhiên bọn nhỏ có thể thu được vượt qua thời hạn nhất định hồn hoàng hơn nữa đều là cái huấn luyện này pháp công lao trần tiêu tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói sau này hơn phân nửa viện trưởng sẽ đem coi như lớp phải học, chỉ bất quá động tác kia, là thực sự. Thật giống như chợt nhớ tới cái gì, trần tiêu tuyết mặt mũi có chút không nói được cổ quái. Lại xấu xí, lại khó khăn, tần quẩn vừa nói ra lời này, còn lại mấy cô gái, đều là lên tiếng đồng ý, bởi vì thiên trọng lăng ném cho nàng môn thiên thủy học viện bộ này luyện thể thuật, nhưng thật ra là ký đến thời điểm chiếm được, phía dưới có một hàng chữ nhỏ, tin không luyện thể thuật nhập môn phép huấn luyện. Đây phản phất là một bộ tương tự với lam tinh thể thao loại tư thế, nhưng là lại kỳ quái hơn một ít. Hơn nữa có một ít tư thế, yêu cầu thân thể rất có kỹ xảo công, như vậy động tác rất khó làm được. Càng có mấy cô gái không làm được thời điểm, bị thiên trọng lăng dùng tinh thần lực khống chế thân thể cưỡng ép làm thời điểm, đau nước mắt cũng chảy ra. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 35 Bò cặp đuôi sau châm, ký hợp đồng tăng thêm 14 nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Bị băng tuyết bao trùm cực bắc chi địa cùng mặc dù tinh đấu đại xâm lâm cũng được gọi là hồn thú thiên đường, nhưng là cực bắc chi địa cùng bị tìm tòi không sai biệt lắm tinh đấu đại xâm lâm vẫn còn có chút bất đồng, cực bắc chi địa càng thêm thần bí. Nếu như nói tinh đấu đại xâm lâm tìm tòi độ là 90% lời nói, như vậy cực bắc chi địa tìm tòi độ chỉ có 20%, thậm chí thấp hơn. Đem nguyên nhân căn bản đó là kia cực hàng thiên tức, gần đó là cao cấp hồn sư đều cần dựa vào hồn lực tới chống cự nghiêm hàng thiên tức, như thế tiêu hao, cho dù là phong hào đấu la cũng không chịu nổi a. À. Lúc này một cái quần áo đen thiếu niên tóc đen liền phá vỡ cái này lẽ thường, thiếu niên áo đen sau lưng tám đối hắc bạch song sắc quan dực nhẹ khinh vũ động, ở trong hư không vạch ra từng cơn sóng gợn, bóng người hóa thành một vệt sáng thẳng tắp bay hướng cực bắc chi địa khu nồng cốt. Thiếu niên mặc áo đen này dĩ nhiên là sử dụng chính mình vốn là tướng mạo thiên trọng lăng, sở dĩ không có tiếp tục sử dụng lão gia gia hình tượng là bởi vì hắn cảm thấy y dựa vào chính mình này tấm già trẻ thông sát có thể để cho vô số thiếu nữ không thể chọn chân mặt mũi quét quét mặt là có thể đem băng đế cùng tuyết đế hồn hoàng quét xuống đánh cũng không cần đánh một mảnh trắng xóa trên thế giới một cái hắc bạch lần lượt thay nhau ánh sáng đang nhanh chóng di động phía dưới tất cả hồn thú cực nhanh mà qua đó là một đám thái thản tuyết ma thái thản tuyết ma sau khi trưởng thành dán một loại sẽ vượt qua 50 mét, gặp phải loại này hồn sư tuyệt đối là nhân loại hồn sư ác mộng. Dù sao ngươi cũng không có nhân gia 20% đại, cầm đầu đi đánh, có lẽ nắm giữ vũ hồn chân thân hồn thánh, có một tí tẹo như thế khả năng tạo thành ném một cái ném tổn thương. Nhưng là thiên trọng lăng bay quá cao, không nói thái thản tuyết ma không phát hiện được, cho dù phát hiện cũng chỉ là đi lên đưa hồn hoàng mà thôi. Một đường đi trước, thiên trọng lăng hao tốn 4 năm thiên thời sau khi rốt cuộc coi như là vào phát hiện băng đế cùng tuyết đế vết tích. Rất hiếm vết người khu nồng cốt liếc nhìn lại, ngoại trừ màu trắng hay lại là màu trắng, chỉ có càng phía trước một ít trên bầu trời có một ít màu tím đen đám mây. Đang lúc này, âm. Một đạo kinh thiên phích lịch vang lên, vô biên lôi quang, từ kia mây đen ngưng tụ nước xoáy ầm ầm vang lên, này kinh lôi tiếng, vang dội chân trời, mang theo khí thế kinh khủng, thật giống như chiếu sáng toàn bộ cực bắc chi địa cực bắc chi địa trung không ít hồn thú đều rối rít trốn vào chính mình sào huyệt run lẫy bẩy đó là ở hạch tâm khu cường đại hồn thú giờ phút này cũng là rối rít nằm rạp trên mặt đất trên mặt cực bắc chi địa hồn thú cũng là như thế thiên trọng lăng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tự lẩm bẩm thiên kiếp sao tới sớm không như lai được đúng dịp lời nói không lạc hát bạch phe cánh vạch qua hư không bóng người trực tiếp muốn kia mây đen ngưng tụ nước xoáy nơi, bay vút đi. Cực bắc chi đô khu nồng cốt mây đen hạ. Màu tím đen lôi đình, phản phất xé không gian, mang theo chôn vùi hết thảy khí thế, hoành hướng phía dưới một cái thân dài một m năm màu xanh biếc cùng băng màu trắng làm chủ bò cạp, màu trắng bạc khẩu khí, thân thể giống như bích lục kim cương một dạng tuy là bò cạp loại hồn thú, nhưng là không có cho nhân một loại dữ tận xấu xí cảm giác, ngược lại nhìn thập phần mỹ lệ trân quý chính là năm tu vi hồn thú băng bích đế vương hạt. Không ngọn núi xa xa bên trên, đứng một người bộ dáng nữ tử, bằng mái tóc dài màu trắng thùy lạc với gót chân, thiên làm sắc nhãn mắt linh hoạt kỳ ảo thông suốt, phản phất nhìn thấu thế gian hết thảy, thon dài thân thể mềm mại hoàng mỹ không một tỳ vết, một tịch váy đầm dài màu trắng không có phân nửa trang sức, như đất trời sinh ra tinh linh một dạng cao quý, tuyệt diễm. Bò cạp đến từ băng bích hạt nhất tộc, là nên tộc tộc trưởng, cũng là ở thân phận của cực bắc chi địa đứng sau tuyết đế cường đại hồn thú, 300, năm tu vi băng bích đế hoàng hạt, băng đế. Như như tinh linh nữ tử cũng phi nhân loại, mà là cực bắc chi địa thiên sinh địa dưỡng tuyết nữ nhất tộc, khi xuất hiện trên đời chính là tự như nhân loại nữ tử bộ dáng, lại tộc này chỉ có này nữ tử một cái, cũng là cực bắc chi địa trước mắt bá chủ, 68 vạn năm tu vi hồn thú, tuyết đế. Nữ tử nhìn hướng phía dưới băng đế, trong đôi mắt mang theo một vẻ lo âu. Mùi mùi, muốn chịu đựng a. À. Từng tiếng dễ thương trống giận, từ băng đế trong miệng liên tục không ngừng vang lên, một cổ lạnh giá lạnh lẽo thấu xương theo hắn trên thân thể tản ra. Cực hạn chi băng ở trong hư không phun trào, tạo thành vô số tường băng, che phủ chân trời, phản phất vạn năm không thay đổi, đem bóng người của mình hoàn toàn bao phủ trong đó. Mà màu tím đen lôi đình, ở liên tiếp nổ hơn nữa do cực băng lực ngưng tụ mà thành tường băng sau, trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Nhìn thấy một màn này tuyết đế, linh hoạt kỳ ảo trong hai tròng mắt thoáng qua một vẻ vui mừng, dù sao chỉ là thứ nhất lượt thiên kiếp mà thôi, băng đế đối phó không có vấn đề gì, hơn nữa thiên kiếp cường độ cũng không có tăng cường quá nhiều. Khi màu tím đen nước xoáy, lần nữa bắt đầu ngưng tụ, màu tím đen lôi đình lẫn nhau va chạm xuôi ngược sau đó, tạo thành mới tinh xích sắc quan mang. Một tiếng âm vang. Lần này, hạ xuống không phải màu tím đen lôi đình, mà là màu đỏ thẫm lôi đình. Hàm chứa thiên hỏa lôi đình chính là khắc chế bất kỳ băng hệ thuộc tính lực lượng. Nửa phiến thiên không phản phất bị nhuộm thành rồi màu đỏ thẫm, cực bắc chi địa vô số băng xuyên, phản phất đều ở đây cổ lôi hỏa năng lượng mang theo mang dưới nhiệt độ cao, bắt đầu hòa tan. Ở cái này màu đỏ thẫm lôi đình chi hạ, băng đế chế tạo ra tường băng, trong khoảnh khắc toàn bộ tan vỡ hòa tan không có lên đến bất kỳ ngăn cản tác dụng, màu đỏ thẩm lôi quan cơ hồ là lấy nghiền ép như vậy khí thế, từ hư không đánh xuống. Ngay tại lúc đó băng đế bò cạp giáp bên trên xuất hiện từng đạo sáng chói quang mang, kia cứng trắng màu xanh lam bò cạp giáp, ầm ầm bay lên, ở trên đầu nó tạo thành một mặt màu băng lam tấm thuẫn. Oanh! Màu đỏ thẩm lôi đình cùng màu xanh lam tấm thuẫn phát sinh đụng chạm kịch liệt, kinh khủng dư âm ở trong hư không tràn ngập, đem phương xa tuyết sơn đỉnh phong chấn vỡ. Âm. Trong phút chốc, tuyết phong vỡ vụn, trắng ngần băng tuyết giống như bài sơn hải đảo thế cuốn tới, trong lúc nhất thời đất trung núi chuyển. Hai người đụng vào nhau dư âm dần dần tản đi, màu đỏ thẫm lôi đình cũng đã biến mất không thấy gì nữa, màu xanh làm tấm thuẫn cũng khôi phục thành bò cạp giáp bộ dáng bao trùm ở trên người băng đế. Chỉ bất quá màu xanh lam bò cạp giáp lần trước lúc tràn đầy tan hoang. Làm cho người ta một loại, trong nháy mắt từ rất cao thượng băng bích đế vương hạt, trực tiếp biến thành ngũ độc một trong thối bò cạp ảo giác. Chỉ bất quá lúc này cũng không có gì thời gian cho băng đế liếm láp vết thương thời gian, kia màu tím đen mây đen nước xoáy trung vẫn ở chỗ cũ ngưng tụ. Âm. In kia mây đen nước xoáy lần nữa bổ xích sắc lôi đình, kia thiêu đốt hỏa diễm lôi đình, mang theo mình mông thiên uy cuốn tới, hơn nửa lần này là lưỡng đạo, đồng thời hạ xuống. Băng đế sững sờ, nhưng là như cũ ngay đầu tiên phát ra phản ứng. Lặp lại chiêu cũ, trách trách rưới rưới bò cạp giáp lần nữa bay lên, ngay tại lúc đó băng đế kia đạt tới dài một thước đuôi bò cạp, bắn ra một đạo băng sắt hồng quang. Trong phút chốc cái này hồng quang bắt đầu ngưng tụ biến thành một đạo nhỏ yếu băng ánh sáng màu tuyến, đánh vào một đạo màu đỏ thẩm lôi đình bên trên. Khi màu đỏ thẩm lôi đình bị cái này trên đuôi phát ra ánh sáng trúng mục tiêu sau, sau một khắc, lại trực tiếp bị nhanh chóng đóng băng bò cặp loại này tồn tại, vô luận là một loại côn trùng, cũng hoặc là tu vi mấy trăm ngàn hồn thú, thậm chí trong thần thoại hạt tử tinh, đều có dùng trên đuôi gai độc triết nhân thói quen, loại này thiên tính càng là bọn họ đòn sát thủ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 36 Các ngươi là không có tương lai, ký hợp đồng tăng thêm 24. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Chỉ là ngoài ra một đạo màu đỏ thẫm lôi đình, mặc dù bị phá nát bò cạp giáp triệt tiêu một ít, nhưng vẫn là dư thế không giảm trực tiếp đánh vào trên người băng đế. Thống khổ tiếng gào truyền tới, trên người băng đế vô tận bích lam sắc quan mang, đang nhanh chóng bị cắn nuốt đến, nó cặp kia bích lam sắc nhãn mắt, phản phất cũng nhụm dần thêm vài phần đỏ ngầu vẻ. Ở cực kỳ tức giận, thêm không cam lòng trong tiếng gầm trống tức giận, trên người băng đế bích lam sắc quan mang đột nhiên đại thịnh, cùng kia lôi hỏa tạo thành năng lượng đang xen kẽ, với nhau tan rã thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi một giờ hai giờ trên bầu trời màu tím đen âm lúc này Vân cũng dần dần tản đi màu tím đen mây đen phía dưới tuyết đế trắng nõn đầu ngón tay tản ra băng lam sắc quang mang nàng đang ở cho cả người nắm đen loáng thoáng còn tản ra nướng mùi thịt băng đế chữa trị mà trong bóng tối lén lén lúc lúc từ đầu toàn bộ hành trình thấy đuôi thiên trọng lăng cũng có chút không có ý chí tiến thủ chùi miệng đấu khẩu thủy cua cua đầu đem trong đầu ý tưởng đuổi ra ngoài tinh đấu đại sâm lâm ngưu đầu xà cùng đại tinh tinh là có thể ăn, nhưng là này hai cái coi như xong rồi, không chỉ không thù không oán còn có thể thử kéo vào trận doanh mình. Hoàn toàn không phải là bởi vì hắn không thích ăn bò cạp thịt, càng không thích ăn tuyết nữ loại này trời sinh chính là hình người hồn thú. Một trận nhỏ nhẹ tiếng nứt nở bỗng nhiên truyền tới, các đức thiên trọng lăng suy nghĩ, hắn hướng thanh nguyên nơi nhìn, cả người tiêu đen lúc này băng đế đã tỉnh lại. Chỉ thấy băng đế hai cái gọng kìm lớn, vòng lấy rồi tuyết đế thiên nga như vậy ưu mỹ tu cổ trưởng, ở nó trong ngực nghẹn ngào nói. Tỷ tỷ, ta thiếu chút nữa thì bị thiên kiếp đánh chết. Nghe vậy, tuyết đế cũng là vẻ mặt ngưng trọng, hồn thú của bọn họ đi đến 10 vạn năm tu vi sau đó, có hai cái lựa chọn. Một trong số đó là giữ thực lực bản thân, nhưng là tu vi mỗi tăng lên 10 vạn năm sẽ gặp nên tới một lần thiên kiếp, vượt qua là được tiếp tục tu luyện, thất bại là hóa thành bụi bay, Thẳng đến trăm vạn năm tu vi sau đó là được thành thần. Hai chính là hóa hình, buông tha toàn bộ tu vi hóa hình thành vì nhân loại, nhưng là lựa chọn hóa hình sau đó, trừ phi tử vong nếu không không cách nào tái biến hồi thú hình. Cái này hóa hình cùng tu vi quá 200.000 năm hồn thú có thể biến thân thành hình người là hoàn toàn bất đồng. Đơn giản mà nói, một loại là biến thân thuật, một loại là thả thân phận của hồn thú hướng đi nhân loại biến chuyển bản thể là sẽ biến thành hóa vì nhân loại sau vũ hồn lúc trước tu vi toàn bộ biến mất hồn lực yêu cầu từng điểm từng điểm lần nữa luyện trở lại hơn nữa bọn họ còn phải nhất định cùng nhân loại tiếp xúc cảm thụ trên người khí tức hơn nữa lựa chọn con đường này bọn họ tuổi thọ cũng sẽ trở nên cùng nhân loại như thế phải ở đại hạn chi đạt tới trước đi đến trăm cấp thông qua cùng nhân loại như thế phương thức thừa kế thần vị thành thần nhưng là cái gọi là mười vạn năm tu vi cũng không phải chỉ có mười vạn năm tuổi thọ mới ra sinh hồn thú, mười năm tu vi yêu cầu mười 10 năm, trăm năm tu vi yêu cầu chín mươi năm, ngàn năm tu vi yêu cầu thất trăm năm khoảng đó. Bởi vì mới ra sinh hồn thú linh trí năng rất thấp, giống như tân sinh vậy, căn bản sẽ không tu luyện, chỉ có thể bằng vào bản năng hấp thu hồn lực, không sẽ chủ động đi tu luyện, cho nên mười năm tu vi yêu cầu thời gian mười năm, mà phía sau theo chậm rãi lớn lên đi đến mấy chục năm sau, linh trí hơi chút cao một chút, tốc độ tu luyện cũng vì vậy tăng lên, không còn là bằng vào bản năng tu luyện, có tự bản thân tính, tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh. Cho nên trăm năm tu vi chỉ cần 90 năm, mà đi đến trăm năm sau, linh trí tương đương với nhân loại 3-4 tuổi, tốc độ tu luyện sẽ lần nữa tăng lên. Sau đó tuổi tác tăng trưởng, hồn thú tốc độ tu luyện đều là phơi bày lên cao trạng thái, vì vậy ngàn năm tu vi chỉ cần 700 năm, Vạn năm tu vi vẹn vẹn chỉ cần mấy ngàn năm. Chỉ là đối với tuyết đế cùng băng đế thậm chí tinh đấu xâm lâm sinh mệnh chi dưới hồ mặt những thú dữ kia mà nói, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn đi hóa thành hình người. Đối với bọn họ mà nói hóa thành hình người là phản bội, phản bội hồn thú chủng tộc hướng đi nhân loại thỏa hiệp, đi làm một cái vừa không phải nhân loại cũng không phải hồn thú tồn tại. Hình người hồn thú là một loại có nhân loại bề ngoài cùng vũ hồn, nhưng là sau khi bị giết chết sẽ hiện ra nguyên hình xuống lạc hồn hoàng cùng hồn cốt tồn tại vì vậy bất kể là nhân loại hoặc là hồn thú đều đưa đem bài xích ra ngoài cho nên tuyết đế đám người chỉ có từng bước một trải qua thiên kiếp sau đó nắm giữ trăm vạn năm tu vi thành thần con đường này chỉ bất quá bọn họ cũng không biết rõ chờ đến bọn họ nắm giữ trăm vạn năm tu vi một lần cuối cùng thiên kiếp là hẳn phải chết thiên kiếp căn bản không khả năng dùng thông qua cơ hội trăm vạn năm hồn thú thực ra chỉ có một tác dụng đó chính là cho thần chi người thừa kế làm hồn hoàng, hải thần đảo cái kia biển sâu ma kình chính là cho tương lai hải thần người thừa kế săn giết. Hơn nữa thiên kiếp nạn độ sẽ lần lượt tăng cường, băng đế lần này càng là thiếu chút nữa trực tiếp bị phách tử, muốn biết rõ băng đế lần trước mặc dù cũng là bốn lượt thiên kiếp, nhưng là cũng không có lưỡng trọng tề phát, một chọi một cùng một chọi hai độ khó tự nhiên không thể so sánh nổi. Cho nên ở nơi này loại quy tắc bên dưới, cuối cùng kết cục đó là, tu vi cao hồn thú chết tại thiên kiếp, tu vi thấp mà trổ mã chu kỳ lại trưởng hồn thú bị không ngừng săn giết, hồn sư không cách nào đạt được cao niên giới hạn hồn hoàng. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác săn giết thời hạn thấp hồn hoàng, không ngừng tuần hoàng đi xuống, hồn sư đối mặt là vô hoàng có thể dùng, hồn sư nghề nghiệp này cùng hồn thú loại sinh vật này, hoàn toàn ở cái thế giới này biến mất. Những thứ này thần giới ủy viên hội ngũ đại thần vương, sẽ không biết sao có lẽ hoàn toàn diệt tuyệt hồn thú loại sinh vật này chính là bọn hắn mục đích đi, chân tướng không biết được. Tuyết đế thở dài một tiếng, nói. Ai, cùng được trời ưu đãi nhân loại không giống nhau, chúng ta hồn thú đường vô cùng lận đận. Ô ô ô, tỷ tỷ, ta không muốn rời đi ngươi a. À. băng đế vừa nghĩ tới mới vừa rồi từ dưới thiên kiếp tìm được đường sống trong chỗ chết cảnh tượng, không khỏi run lẩy bẩy. Tuyết đế thon thon tay ngọc vỗ nhẹ nhẹ một cái băng đế gọng kìm lớn nói. Băng Nhi không phải sợ, tỷ tỷ sẽ vĩnh viễn phụng bồi ngươi. Bên kia, nhìn này hai cái khóc ào ào chị em gái hồn thú hai, thiên trọng lăng không khỏi sợ cầm một cái, lúc này hắn hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì sợ bị ở độc một lần, cho nên thiên trọng lăng cũng không có xem qua đấu la đại lục hai, nhưng là hắn thông qua bình luận trong vùng LSP biết được, sau vạn năm này hai cái hồn thú còn sống ở cực bắc chi địa. Vạn năm dài, ít nhất phải trải qua bốn năm lần thiên kiếp, Dựa theo trước mắt băng đế biểu hiện nhiều nhất ở chống đỡ một hai lần, liền sẽ biến thành nướng bò cạp. Chẳng lẽ là bởi vì mình xuyên qua sau đó đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Thiên Trọng Lăng có chút ác ý suy nghĩ, bất quá hắn cũng không nhớ lần này trước tới nơi đây mục đích, cho nên chỉ có thể quấy rầy đây đối với chị em gái hợp bên trong hợp tức hình ảnh. Tuyết nữ là giống cái hồn thú, cái này băng bích đế vương hạt cũng là giống cái, các ngươi là không có tương lai cực kỳ tồi tệ lời nói từ nơi không xa truyền tới, tuyết đế cùng băng đế đều là sững sờ, băng đế bị thương thật nặng tạm thời không nhắc tới, tuyết đế tu vi nhưng là sánh vai 99 cấp tuyệt thế đấu la. Lại có người loại bất tri bất giác đi tới nó bên cạnh, nó cũng không có phát hiện. Tuyết đế nhẹ nhàng đẩy ra băng đế gọng kìm lớn, vẻ mặt ngưng trọng xoay đầu lại, đập vào mi mắt là một vị, thân mặt màu đen tu thân trường bào thanh niên, trên trường bào điểm suýt kim văn, hắn tuấn tú cao ngất, anh vũ bất phàm, khóe miệng mang theo bất cần đời nụ cười. Dựa theo nhân loại thẩm mỹ quan mà biến nói, tất nhiên là nữ nhân trẻ tuổi ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 37 Nói cái mua bán, ký hợp đồng tăng thêm 34. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tuyết đế quan sát thiên trọng lăng đồng thời, thiên trọng lăng cũng đang quan sát tuyết đế. Không thể không nói, thiên sinh địa dưỡng tự nhiên tạo thành tuyết chi tinh linh, quả nhiên cùng mân quốc trong truyền thuyết tuyết nữ như thế, vắng lặng xinh đẹp, nên mảnh nhỏ địa phương mảnh nhỏ, nên đại địa phương đại. Nhân loại, thu hồi ánh mắt của ngươi, nói ra ngươi tới ý. Có lẽ là đối ánh mắt của thiên trọng lăng có chút không thoải mái, tuyết đế vốn là linh hoạt kỳ ảo giọng điệu, có chút thay đổi cao hơn một chút. Khụ, cũng không cái gì, chính là muốn đặt trước ngươi một chút môn chị em gái hồn hoàng, sau đó nghe tuyết đế mang theo cáu giận thanh âm, thiên trọng lăng ho nhẹ một tiếng, vô cùng chính kinh trả lời. Chỉ nghe được hồn hoàng hai chữ, tuyết đế tim trong tay, một thanh băng lam sắc trường kiếm nhanh chóng ngưng tụ mà thành, trong kiếm phong một cổ băng hàng triệt cốt lạnh ý cùng mạnh mẽ vô cùng kiếm ý lan ra. Đế kiếm Băng cực vô song Sương lạnh băng hàng trong thanh âm mang theo lửa giận truyền vào thiên trọng lăng trong tai, tuyết đế tam tuyệt chi đế kiếm băng cực vô sông đã chém ra mũi kiếm chém xuống chỉ thấy một đạo băng lãnh nguyệt nha hình ánh kiếm vạch qua hư không thoáng qua giữa đi tới trước mặt thiên trọng lăng thiên trọng lăng cười nhạt từ trong hồn đạo khí lấy ra một cái màu tím đen phi kim phi thiết trường kiếm cầm kiếm đồng thời xoay cổ tay một cái ở tuyết đế khiếp sợ trong ánh mắt dùng kiếm nhận đưa nó băng cực vô sông trực tiếp bắn bay âm đem cách đó không xa một ngọn núi tuyết trực tiếp nổ kiếm thuật có cần hay không ta hướng dẫn ngươi một chút thiên trọng lăn đối tuyết đế ngoắc ngoắc tay tồi tệ cười một tiếng tuyết đế tức đều nhanh nổ cấp bậc quốc bảo đại gấu mèo từ trên xuống dưới bò tới bò lui trong con ngươi xinh đẹp lửa giận phun trào nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói thiên trọng lăn phỏng chừng đều chết hết mấy trăm lần khốn kiếp đi chết đi để hàng thiên băng cực vô song lời còn chưa dứt Tuyết đế trên thân thể mềm mại vô số khí lạnh bộc phát ra, khí lạnh chỗ đi qua, kể cả không khí hết thảy như bị đóng kết, cho dù là Thái Dương đều không cách nào đem hòa tan. Này đó là Tuyết đế lĩnh vực, cũng xưng là Tuyết Vũ Diệu Dương. Ở nơi này trong lĩnh vực, căn cứ đối phương cùng Tuyết đế tu vi chênh lệch, hạ xuống đối thủ phần trăm 30 đến 90% phần trăm toàn bộ thuộc tính, bao gồm không giới hạn tinh thần lực, hồn lực, tốc độ, suy nghĩ vân vân lấy lĩnh vực hạ xuống địch nhân hết thảy để kiếm băng cực vô song cửu liên phát trong nháy mắt công kích đối phương đầu tim xương quai xanh cổ họng vân vân chỗ yếu tuyết đế một kích này có thể nói chói mắt này đó là tuyết đế một chiêu mạnh nhất để hàng thiên băng cực vô song có thể thắng lần này ta có thể thắng tuyết đế đối với lần này rất tin không nghi ngờ một kích này đã chân chí thần lĩnh vực trừ phi là thần linh nếu không vô luận biết bao đối thủ cường đại, đều đưa ở này trong một kích nuốt hận. Này nhất kiếm, có chút mùi vị. Mắt thấy bàn bạc thế công đánh tới, thiên trọng lăng lại nhắm lại hai mắt, sau một khắc hắn bóng người động. Thiên trọng lăng thân ảnh nhất hóa thành cửu, trong nháy mắt vung động trong tay thất tinh long uyên kiếm, hắn bóng người phiêu nhiên, hoặc cầm kiếm thượng thiêu, hoặc cầm kiếm càng quét, hoặc cầm kiếm đánh xuống giống như một cái bay múa ở trong bụi hoa hồ điệp, vừa ưu mỹ, lại mộng huyễn, hết sức mờ mịt ý, lại tự như chưa từng di động qua một bước. Âm. 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 Băng cực vô song cửu liên đánh bị càng thêm đẹp để chín lần công kích xong toàn bộ bắn bay, băng điện nghiền nát, phong tuyết cuốn, tuyết đế tóc dài càng bị phong tuyết thật cao thổi lên, lộ ra một tấm vô cùng kinh hải mặt đẹp. Làm sao có thể, đều là tuyệt thế, lại có lớn như vậy chênh lệch. Tuyết đế mặt đẹp thất thần, ở thiên trọng lăng xuất thủ một sát na, nàng cảm giác được thiên trọng lăng mặc dù hồn lực rất mạnh, nhưng là cũng không vượt ra ngoài 99 cấp trình độ. Đột, ở trong chiến trường ngẫn người có thể không phải là cái gì thói quen tốt nha. Thiên trọng lăng mang theo thanh âm lạnh như băng, từ tuyết đế sau lưng truyền tới, khiến cho nàng ở trong mộng mới tỉnh. Tuyết đế kinh hoàng xoay người lại, chỉ thấy một tấm bàn tay ở trước mắt nàng dần dần phóng đại, thiên trọng lăng bàn tay mở ra cầm nàng bộ mặt tuyết đế dáng vẻ cực kỳ hoàn mỹ, nhưng nàng mặt mũi phi thường tinh xảo xinh xắn, thiên trọng lăng một tay lại đắp lên nàng toàn bộ mặt. Theo một tiếng nổ âm, bể đầu thành tựu ít một thiên trọng lăng hưng phấn xoa xoa tay, chậm rãi đi xuất trận ai tràn ngập khu vực, ở sau lưng của hắn trong hố lớn, tuyết đế mắt bốc kim tinh, không nhúc nhích nằm ở trong hố. Tỷ tỷ, băng đế thấy vậy, muốn trách cả mí mắt, không để ý thương thế trực tiếp hướng thiên trọng lăng vọt tới, mà thiên trọng lăng nhưng là khẽ lắc đầu một cái. Bóng đêm như mực, ban đêm cực bắc chi địa so với ban ngày lộ ra càng thêm giá rét, nhân loại bình thường căn bản là không có cách ở dạng này hoàn cảnh sinh tồn. Hà! 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 Thô trọng mệt mỏi tiếng thở liên miên không dứt, dưới bóng đêm băng trên đất, băng bích đế vương hạt sáu con bò cặp đủ rung rẩy rung rẩy phát rung, khẩu khí mở lớn, tham lam nuốt hút băng không khí lạnh lẽo, liền bò cạp kìm cũng không đủ sức nâng lên, tự hồ như vậy, có thể làm cho mình sôi sùng sụp máu tươi cùng chua sót tê ngứa bắp thịt bình tĩnh lại. Ngươi kết quả muốn làm gì? bằng đế trong mắt tràn đầy lửa giận, tên nhân loại này quá mức kỳ quái, hoàn toàn chính là đang đùa bỡn nó, không bị thương cũng không giết nó, liền là thuần túy tiêu hao nó thể lực cùng hồn lực. Thiên trọng lăng giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Ngay từ đầu ta không liền nói rồi, đặt trước ngươi một chút môn hồn hoàng mà thôi. Đến khi hắn thanh kia thất tinh long uyên kiếm đã sớm bị hắn vứt xuống trong rảnh đi, cái gì đóng cặn bả món đồ chơi, hãy cùng tuyết đế đánh mấy cái hiệp kiếm chỉ thiếu miệng. Chỉ có thể nói loại này siêu cấp thật thấp tồi hàng bắt trước cũng chỉ có hệ thống bên kia mới có, còn nói cái gì hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, thật là kéo rất. Ngươi có thể đánh bại chúng ta, chúng ta không lời nào để nói nhưng là một ngày nào đó ngươi sẽ bị càng cường đại hồn thú giết chết. Băng đế oán hận nói. Ngươi chỉ là tinh đấu đại xâm lâm sinh mệnh chi dưới hồ mặt, đế thiên, hùng quân cũng hoặc là ngân long vương. Xin lỗi, đế thiên không thấy được đánh thắng được ta, chỉ có ngân long vương nó dám ra đây lời nói, phía trên những người đó đoán chừng sẽ đến một phát đồ long chứ. Thiên trọng lăng chỉ chỉ bầu trời. Băng đế trong nháy mắt vô cùng khiếp sợ, người trước mắt loại không chỉ biết rõ đế thiên tồn tại, càng biết rõ hồn thú của bọn họ công chủ sự tình, nó nhìn thiên trọng lăng, há mồm muốn nói, lại lại không biết rõ nói cái gì. Còn các ngươi nữa lại không thể nghe ta nói hết lời sao? Tuyết đế ngươi đã tỉnh cũng đừng giả bộ ngủ rồi. Thiên trọng lăng bất đắc dĩ nói. Nghe vậy băng đế, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nó liền gặp được sau lưng tuyết đế, chậm rãi đứng lên thấy vậy nó lập tức chạy đến bên cạnh tuyết đế, biết được đêm cũng không có gì đáng ngại thời điểm, hai thú đồng thời cảnh giác nhìn thiên trọng lăng. Bây giờ có thể thật tốt trò chuyện một chút đi. Tiểu hạt tử thiên kiếp ở một bên ta nhìn rõ rõ ràng ràng, không ra ngoài dự liệu lời nói, lần sau hoặc là hạ hạ lần, ngươi sẽ chết ở dưới thiên kiếp, về phần tuyết nữ ngươi khả năng có thể nhiều vác mấy lần, nhưng là kết quả cuối cùng vẫn là chết. Thiên trọng lăng nói. Là thì như thế nào? Băng đế nói: "Ta đoán, các ngươi nhất định là không muốn chết đi. Này không phải nói nhảm mà, có thể còn sống ai muốn tử a, à. cái vấn đề này Băng đế cùng Tuyết đế căn bản cũng không muốn trả lời Thiên Trọng Lăng, cho hắn chỉ có bốn con đại đại xem thường. Cho nên, ta chuẩn bị với các ngươi nói cái mua bán, cụ thể là như vậy. Tương lai 50 năm đến 100 năm giữa, ta sẽ dẫn tới một thiên phú đủ để thành thần nhân, mà các ngươi chính là hiến tế cho nàng." trở thành nàng hồn hoàng, sau đó nàng thành thần sau đó, đem bọn ngươi sống lại. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 38 Đi làm thêm đầu bếp, ký hợp đồng tăng thêm 44. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Băng đế cùng tuyết đế rơi vào trầm tư, thực vậy như thiên trọng lăng nói, bọn họ đường căn bản là tuyệt lộ, không phải chết tại dưới thiên kiếp, liền là bị nhân loại săn giết, không có còn lại lựa chọn nhưng lúc này là lại giống như trời sập một dạng chỉ là ở vào đối với nhân loại cảnh giác tuyết đế cùng băng đế cũng không có trực tiếp tin tưởng thiên trọng lăng chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi ai biết rõ trong miệng ngươi cái gọi là có thành thần thiên phú nhân có phải hay không là thật thành thần nào có dễ dàng như vậy tuyết đế nói đến thời điểm các ngươi tự đi nghĩ rằng chính là nghĩ rằng một chút nhân loại thiên phú đối với các ngươi mà nói cũng không khó dừng một chút thiên trọng lăng tiếp tục nói ta muốn giết các ngươi lời nói, không cần thiết phế nhiều chuyện như vậy. Hai cái hồn thú trầm mặt, thiên trọng lăng muốn giết bọn nó lời nói, bọn họ căn bản sống bất quá bây giờ, đáp ứng hắn yêu cầu lời nói, ít nhất còn có thể sống cái tám mươi một trăm năm, nếu như thiên trọng lăng nói không ngoa, như vậy bọn họ lại có thể thông qua cùng nhân loại giao dịch, một bước lên trời trực tiếp thành thần. Sự lựa chọn này, thực ra cũng không khó làm ra quyết định. Tuyết đế cùng băng đế hai mắt nhìn nhau một cái, Hạ quyết tâm nói. Được, chúng ta đáp ứng. Rất tốt, hai ra vị hợp tác vui vẻ. Thiên trọng lăng cười nói, ngay tại lúc đó hắn từ trong hồn đạo khí lấy ra hai cây có nước sơn hào quang màu đen lông chim, đem đưa cho tuyết đế cùng băng đế. Đây là cái gì? Tuyết đế không hiểu hỏi. Ta luyện chế một loại đồ chơi nhỏ, đem nghiền nát thời điểm ta có thể cảm ứng được. Thiên trọng lăng nói. Ý gì? đơn giản mà nói, ta chính là sợ các ngươi bị người trước thời hạn tiêu diệt. Tuyết đế cùng băng đế. Nhìn một chút, này nói là tiếng người sao? Chúng ta một cái 99 cấp tuyệt thế đấu la, một cái 97 siêu cấp đấu la thực lực, sẽ bị người không giải thích được giết chết. Mặc dù tuyết đế cùng băng đế rất muốn đem này đen thùi lùi đồ chơi vứt bỏ, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là quyết định giữ lại hạ, dù sao kiến thức thiên trọng lăng như vậy tồn tại vạn nhất từ cái gì mọi góc bên trong lại chạy đến một cái, bọn họ vẫn có chút hoảng. Như vậy hai vị sau này gặp lại, khác bị người giết chết. Mua bán thuận lợi hoàn thành, Thiên Trọng Lăng cũng không muốn tiếp tục tại cực Bắc Chi Địa bên này uống Tây Bắc Phong rồi, hồi Thiên Thủy học viện nhìn tiểu tỷ tỷ không thơm sao. Nói xong câu đó, Thiên Trọng Lăng phía sau hiện lên tám đối hắc bạch song sắc cánh ảo ảnh, sau đó vỗ cánh bay khỏi, bóng người thoáng qua rồi biến mất ta muốn đem hắn cái miệng này cho dán lại. Mùi mùi, ta ủng hộ ngươi, lên đi. Băng đế cùng lúc này tuyết đế tâm lý là nghĩ như vậy, đối với thiên trọng lăng cái miệng kia, hai người bọn họ thật là có chút không chịu nổi. Lại nói bên kia, thiên trọng lăng một đường nghênh ngang, thẳng tắp hướng cực bắc chi địa phía ngoài nhất bay đi, chuyên biệt vu phong hào đấu la cường hãn khí tức ở giữa trời cao quanh quẩn. Phi hành hơn 2 giờ sắp bay ra cực bắc chi địa thời điểm, hắn có chút ngoài ý muốn thấy được một đội cực kỳ nhìn quen mắt đội ngũ. Cực bắc chi địa ngoại vòng, viên kính hồ. Nhân địa hình cực tựa như một cái bị băng phong hình tròn gương mà có tên, loại cá, tôm loại hồn thú, cùng với lấy cá tôm vì thực hồn thú một loại sẽ ở chỗ này qua lại. Viên kính hồ cạnh, băng tuyết bay múa, một cái dài hơn 3 mét, bề ngoài cực giống bốt tần đại tôm hùng hồn thú, ở trên mặt băng dương nanh múa vuốt năm cái yếu điệu mùi tử tay cầm băng kiếm, không ngừng thi triển kiếm thuật cùng hồn kỹ, đem bột tần tông hùng thể lực hồn lực dần dần suy yếu. Vì vậy đừng xem đại tôm hùng trước mắt còn một bộ hoành hành thiên hạ, bổn tọa đệ nhất thiên hạ dáng vẻ, nhưng trên thực tế đã là tàn huyết trạng thái, ban đầu hàng quan thiểm thiểm màu xanh giáp sát bên trên giày đặc tràn đầy vết thương. Đặc biệt là không có bị giáp sát bao trùm cặp mắt, càng là mùi tử môn chủ yếu phương hướng công kích, trong đó một viên tông mắt đã máu tươi văng khắp nơi. Tần Yến, nhanh. Ngũ cái mùi tử trung tu vi cao nhất triệu tử di, một phát thứ tứ hồn kỹ năng đem đại tôn hùng phòng ngự phá vỡ, đại tôn hùng thân hình dừng lại, lộ ra một cái to lớn thời gian rảnh rỗi. Mấy tháng ma luyện hạ, mấy cái này mùi tử phối hợp cũng coi như thật ăn ý, lời nói không lạc, tần yến thứ ba hồn hoàng liền sáng lên. Thứ ba hồn kỹ, cực hàng xâm thực xuất xứ từ với ngàn năm hồn thú băng ngưng tước hồn kỹ, cực hạn xâm thực, từ tầng yến ngón trỏ phun ra, thấu triệt linh hồn lạnh thấu xương ý tạo thành có thể thấy rõ ràng màu trắng dây nhỏ, trong phút chốc từ đại tôn hùng mắt phải nơi xuyên thấu mà qua, bị đóng băng thành một tòa trong rất sóng động băng điêu. Oanh! Từ mắt phải trực tiếp xuyên thấu đầu, đại tôn hùng dĩ nhiên là tử không thể ở chết, to lớn thân thể ầm ầm ngã xuống đất, hồi sinh không thể hết thảy các thứ này dĩ nhiên là vào hết thiên trọng lăng trong mắt, chính là một cái một ngàn năm ra mặt hồn thú, căn bản không yêu cầu như thế tốn công tốn sức, hai cái hồn tông liền có thể dễ như trở bàn tay đấm phát chết luôn, huống chi hai cái dẫn đội hồn thánh lão sư vẫn còn cạnh lượt trận. Như vậy các nàng dụng ý rất rõ ràng rồi, hiển nhiên là bởi vì không muốn bởi vì đẳng cấp cao hồn sư dùng hồn kỹ phá hư đại tôn hùng thịt, nói đơn giản chính là vì ăn. Đúng như dự đoán, năm cái tiểu tỷ tỷ kết thúc chiến đấu sau đó, dẫn đội trần tiêu tuyết công ngón búng ra, đem trên người đại tôn hùng tinh thể băng gõ bể, sau đó nói. Ở tử vong một sát na, đồng thời đem đóng băng, như vậy thịt mới có thể trình độ lớn nhất cất giữ tới hỏa phong đột biến, một bộ giống như Mỹ thực lần ảo giác, được rồi được rồi, tuyết tỷ những thứ này đều là thiên lão sư nói qua, cũng đừng phô trương rồi. Chỉ bất quá, trần tiêu tuyết Mỹ bất quá ba giây, liền bị tần quẩn cắt đứt trọng điểm là, này đại tôn hùng ngươi sẽ xử lý sao? Nghe vậy, Trần Tiêu Tuyết cứng họng, nàng cũng liền giả bộ giả vờ giả việc, muốn nàng xuống bếp tới xử lý cái này đại tôn hùng, còn không bằng để cho nàng trực tiếp cùng 10 vạn năm hồn thú chiến đấu đâu rồi, ít nhất biết rõ mình chết như thế nào. Hết thảy các thứ này nguyên do là từ thiên trọng lăng bắt đầu, đầu tiên là thiên thủy học viện tiểu đội 7 người phát hiện thiên trọng lăng lại không có mang lương khô, bụng dạ tốt tần quẩn thậm chí muốn phân ra bản thân mang theo một bộ phận lương khô cho thiên trọng lăng. Cái gọi là lương khô đó là một cái đồng hồn tiền một cái hắc diện bao, cùng với một ít nước sạch, về phần chỉ ăn loại thức ăn này, không phải là bởi vì thiên thủy học viện kinh phí không đủ, là bởi vì chỉ có loại này hắc diện bao dễ dàng. Kết quả là, thiên trọng lăng đi bên ngoài bắt một cái loại cá hồn thú, trở lại nơi trú quân sau, ở thất cái mũi tử trận mắt hốc mồm vẻ mặt, từ trong hồn đạo khí lấy ra lò bếp, nồi hầm cách thủy sau đó đem con cá này, mổ bụng đi tạng, tiểu đao loại bỏ lân, thịt cá thiết phiến, xương cá nấu canh, ở chỉnh ra một ít hương liệu, trực tiếp chính là một cái hiện ăn hiện xuyến thịt cá nồi lẩu. Đang tràn ngập đến mùi thơm trong doanh địa, mùi tử môn nhìn xuống thiên trọng lăng ăn thịt cá nồi lẩu, sau đó lại nhìn một chút trong tay mình hắc diện bao, trong nháy mắt nghĩ đến trong tay vốn là còn có thể miệng đến lương khô trở nên khó mà nuốt trôi. Thiên thủy học viện mùi tử môn Bàn Tử Thẳng đến lúc này, các nàng mới hiểu được thiên trọng lăng tại sao không mang theo lương khô, có thể ăn uống sản khoái tại sao phải ăn loại này lại làm lại vừa cứng lại đen thối đồ vật. Mà luôn luôn hòa ái dễ gần thiên trọng lăng đương nhiên sẽ không để cho Mùi tử môn dương mắt nhìn, lắc mình một cái chuyển chức thành Mùi tử môn đầu bếp, dĩ nhiên làm đồ ăn thời điểm vẫn sẽ hướng dẫn một chút những thứ này Mùi tử, dù sao mình đồng thủ cơm no áo ấm mà tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 39 Tinh Nguyệt Ngàn Năm Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Mắt thấy tiểu thư phía dưới tỷ môn rơi vào trầm mặt, ở trên cao không thiên trọng lăng không khỏi cười một tiếng, chậm rãi rơi xuống. Vậy thì giao cho ta đi. Đột nhiên tới thanh âm, khiến cho trận tiêu tuyết cùng tần quẩn hai cái hồn thánh từ cảnh giác, trước tiên lộ ra phòng bị thần thái, nhưng là này làm người ta quen thuộc giọng điệu cũng để cho hai người sửng sốt một chút. Các nàng xoay người nhìn lại, nhưng là chuyển đổi thành lão gia gia hình tượng thiên trọng lăng, hai người thở phào nhẹ nhõm nói. Thiên lão sư, ngươi trở lại. Thấy hai cái bạn cũ, nói chuyện cũ sau đó tự nhiên cũng trở về. Thiên trọng lăng từ trần tiêu tuyết trong tay nhận lấy đại tôm hùng, thuận miệng nói. Chớ ngẩn ra đó, giúp nắm tay. Thiên Trọng lăng từ trong hồn đạo khí đem dụng cụ làm bếp loại toàn bộ lấy ra, phân phó hai người hỗ trợ sửa sang một chút phối liệu. Đầu tiên là một cái mộc đầu cái rương, bên trong là một ít trái cây khô, nấm tre, nấm mối dung, phượng đuôi nấm, tùng nhung, đầu khỉ nấm vân vân, Trần Tiêu Tuyết cần phải làm việc tình đó là trước đem các loại trái cây khô ngâm nước, đem phao mở. Một bên khác Tần Quẩn Chính in là ở gãy đến một ít giấy, thành hình sau đó rõ ràng là một cái tương đối rất lớn giấy nồi nhưng là tần quẩn cũng không có cứ như vậy dừng lại, mà là tiếp tục gấp giấy, bởi vì thiên trọng lăng phân phó là ít nhất phải gãy năm cái trở lên. Mặt khác thiên trọng lăng, tay trái là mở tôm hùng sát thường xuyên thấy dịch cốt đau nhọn, tay phải nhưng là một cái xinh xắn dao gọt vỏ. Hắn lấy dao gọt vỏ cắm vào một ít nơi khớp xương cố định, dịch cốt đau nhọn cậy ra tôm hùng cứng trắng vỏ ngoài. Hai người phối hợp vừa đúng, dao gọt vỏ luôn là dĩ xảo lực, Cắt vào đến đao lóc xương cần nhất phát lực vị trí, mấy cái sau đó tôm hùng phần lưng vỏ tôm đã bị hoàn toàn cậy ra. Sau đó biến thành dùng đao lóc xương tới cố định tôm hùng, mà dao gọt vỏ chính là lưỡi đao cắt vào tôm thịt cùng vỏ tôm liên tiếp bộ phận, rất nhanh ngay ngắn một cái con tôm hùng bóc sau khi đi ra, tôm hùng thịt vẫn có thể nhìn ra là tôm hùng hình dáng. Thiên trọng lăng trước bỏ đi tôm hùng tôm tuyến, cũng đem tôm hùng thịt phân chia 8 phần, đem tôm thịt đảo thành nửa bể trạng thái sau đó lại cầm lên trước liền chuẩn bị tốt đủ loại bột trạng thái gia vị hương liệu, từng cái rót vào tôm hùm trong thịt. Đảng thanh dịch cùng lúa mì phan tỷ lệ điều chỉnh xong sao? Thiên trọng lăng đối với lần này lúc một bên lúc nhàn rỗi trần tiêu tuyết hỏi. Đã dựa theo thiên lão sư phân phó điều được rồi. Trần tiêu tuyết nói. Đem điều tốt đảng thanh dịch cùng lúa mì phan làm đông đặc dược tệ bỏ vào tôm hùm thịt nát trung, thiên trọng lăng bắt đầu giống như nhồi mì như thế, bắt đầu nắng bóp tôm thịt nát, không bao lâu, từng viên tôm hùng cầu bị thiên trọng lăng xoa đi ra. Lúc này tần quẩn chiếc hảo giấy nồi cũng có đất dụng vỏ, thiên trọng lăng ở hai người kinh ngạc trong ánh mắt, trước hướng giấy trong nồi rót vào một ít thủy, đặt ở trên lửa đốt. Thiên trọng lăng trước mắt mấy cái giấy trong nồi thủy dần dần bị nấu sôi, mà thiên trọng lăng cũng bắt đầu đem loại nấm dựa theo yêu cầu nấu chế thời gian thứ tự, từng cái bỏ vào hầm nấu, cuối cùng đem tôm hùng cầu bỏ vào giấy nồi, vân vân ra nội là được. Nửa giờ sau, nghe thoang thoảng xông vào mũi tôm hùng sơn trân nội, nhìn trong suốt thấy đáy nước canh, đủ loại rau củ dại, loài nấm sơn trân trung, bảo vệ mấy viên cực kỳ mê người tôm hùng hoàng, trần tiêu tuyết hai người không khỏi nuốt nước miếng một cái. Gọi các nàng tới dùng cơm đi. Thiên trọng lăng cười nói. Tần quẩn gật đầu một cái, bước ra chân dài chạy tới, không tới chốc lát một làn gió thơm đánh tới, thiên thủy học viện năm cái tiểu tỷ tỷ cười tươi rói đứng ở thiên trọng lăng trước mắt mà một đôi đối đôi mắt đẹp nhưng là nhìn tôm hùng sơn trân nồi thấy những thứ này mùi tử gấp không thể chờ dáng vẻ thiên trọng lăng liền trực tiếp để cho trần tiêu tuyết hai người cho các nàng phân một chút trong nồi xử lý mà hắn tự nhiên là bắt đầu hưởng dụng chính mình kia một phần mùi tử môn ở phân đến thuộc về mình kia một phần xử lý sau đó đã không dằn nổi bắt đầu ăn chỉ bất quá các nàng vừa vào miệng sau đó bầu không khí thì trở nên từ rất nhiều mùi tử môn bắt đầu phát ra ý vị không biết giọng mũi trống rỗng trong đầu lúc này chỉ có một bức tranh mặt người mặc to y vải bố các nàng bước vào thâm sơn cần cù khai thác tùng nhung đầu khỉ nắm phượng đuôi nắm vân vân trái cây khô bỗng nhiên giữa một bóng ma đưa các nàng bao phủ các nàng ngẩng đầu nhìn lên nhưng là một chỉ vô cùng to lớn đại tôn hùng lớn vô cùng tôm hùng miệng nói tiếng người chưa trải qua cho phép tự mình xông vào ta lãnh địa các ngươi cần phải tiếp nhận trừng phạt vì vậy một trận ngươi đuổi theo ta đuổi hình ảnh ở các nàng trong đầu chậm rãi hiện lên trên thực tế tài thính mắt tinh thiên trọng lăng lúc này hắn đã sớm lẫn tránh xa xa rồi không biết khi nào thì bắt đầu hắn liền phát hiện chính mình thần cấp tại nấu ăn là trung hoa một phiên hòa vua đầu bếp suma kết hợp cái loại này đồng thời nắm giữ sáng lên cùng dược vương hai loại đặc tính chỉ là kỳ quái là này đặc tính chỉ có thể ở nữ tính trên người có hiệu lực, nam nhân ăn hắn xử lý cũng sẽ không xuất hiện dược vương hiện tượng, chỉ có thể tháng phục. Cho nên, mỗi khi ăn hắn xử lý nhân, bên trong có nữ tính thời điểm, hắn cũng có lẫn tránh xa xa, loại này hiện trường xã hội hành vi bị nam nhân thấy phi thường phiền toái. Sau một canh giờ, cảm giác hiệu quả không sai biệt lắm đi qua, thiên trọng lăng chậm rãi đi tới các học viên bên trong lều, đập vào mi mắt là. Từng cái ngọc thể hoành trần, vuốt ve có chút nhô ra bụng, mặt đầy đỏ ửng, một bộ vô cùng thỏa mãn dáng vẻ, những thứ này mùi tử vẫn còn ở trò chuyện với nhau. Thiên lão sư xử lý, thật sự là làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Từ ăn rồi thiên lão sư xử lý sau đó, ta cảm giác dĩ vãng ăn thật là không phải là người ăn. Đồng cảm, lấy sau không hưởng thụ được rồi phải làm sao? Nếu như thiên lão sư đi mở một cái tiệm cơm, vậy khẳng định số kim hồn tiền đến tới tay rút gân thư, tục tằng, thiên lão sư khởi sẽ như thế. Những thứ này mùi tử mộng năm miệng mười thảo luận, thiên trọng lăng thật sự có chút không nhìn được, hắn xoay người, nhẹ nhẹ ho hai tiếng. Khụ, tối nay thật tốt nghỉ dưỡng sức một chút, ngày mai chúng ta lên đường hồi thiên thủy học viện. Thiên trọng lăng có chút không nói gì đối sau lưng thất cái mùi tử nói. Biết, thiên lão sư. Mấy cái mùi tử mặt đẹp ứng đỏ, ngay sau đó liền mở miệng đáp ứng nói. Ngân Trang bó buộc khỏa cực bắc chi địa, ngoại vòng một viên băng màu trắng trên cây to, thiên trọng lăng tay cầm thanh mai rượu lướng biến nằm nghiêng, nhìn xa kia một vòng treo cao Ngân Nguyệt. Thanh Nguyệt, nhanh một 500 năm, ta vẫn là không có thành thần, ta có phải hay không là rất vô dụng a? À? Thiên trọng lăng đột nhiên ực một hớp thanh mai rượu, chưa kịp nuốt xuống rượu theo hắn nhọn cầm, có sinh mệnh như vậy dao động trên dưới cục xương ở cổ họng, chậm rãi trượt vào nhỏ mở ra cổ áo, ở dưới bóng đêm dính vào một tầng màu đỏ xanh. Trước mắt hắn tự hồ hiện lên một người mặc bích lục quần dài, tư thái ưu mỹ, có trầm ngư lạc nhạn vẻ thiếu nữ, ở khẽ vuốt hắn gò má, chỉ là hắn muốn phải nắm chặt thiếu nữ thon thon tay ngọc lúc, thiếu nữ bỗng nhiên hóa thành hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua là ta bây giờ cũng chỉ có thể theo con đường này đi thẳng đi xuống, bất quá, hôm nay bóng đêm rất đẹp, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Trọng lăng chậm rãi nâng lên cánh tay phải, lòng bàn tay đối diện minh nguyệt, nằm ngón tay mở ra, ánh mắt xuyên thấu qua kẻ ngón tay, thưởng thức trước mắt sáng chói tinh không, khóe môi hiếm thấy nâng lên một tia xuất từ nội tâm nụ cười. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 40 Tam Trương Thôn Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Hệ thống mỗi ngày đánh dấu Trong lòng thiên trọng lăng nói Tích, mỗi ngày đánh dấu thành công đánh dấu khen thưởng phát ra, tuổi thọ một năm, trước mặt tính tổng cộng đánh dấu 10 năm. Đạt được tính tổng cộng 10 năm đánh dấu gói quà x1. 10 năm đánh dấu gói quà tự động đang trong quá trình mở ra tích nhân vật triệu hoán thẻ x1. Thiên trọng lăng trong đầu một trận cơ giới giọng điện tử thoáng qua, từng nhóm chỉ có hắn có thể nhìn thấy văn tự, từ trước mắt phiêu động qua. Nguyên lai là thiên tài nhân vật triệu hoán thẻ A, tính tổng cộng đến bây giờ có 4 tờ rồi thiên trọng lăng nhìn xuống kia trương nhân vật triệu hoán thẻ, phía dưới có bốn cái chữ nhỏ, phân loại thiên tài. Triệu hoán thẻ chia làm hai loại, một loại là cường giả thẻ, dành như ý nghĩa, cường giả triệu hoán thẻ đó là phong hào đấu la triệu hoán thẻ, từ tu vi 91 đến 99 cấp trung ngẫu nhiên triệu hoán. Một loại khác là là thiên tài thẻ, cũng chính là thiên phú hơn người, nhưng là còn chưa trưởng thành thanh niên tuấn kiệt, tuổi tác 12 tuổi trở xuống, hồn lực tam 10 cấp khoảng đó, tiên thiên hồn lực thất đến 10 cấp. Hai loại triệu hoán thể đều có thể thông qua ảo tưởng bên cùng thực tế bên tiến hành triệu hoán. Ảo tưởng bên chính là từ thiên trọng lăng tiền thân ở Lam Tinh lúc được nghe thấy bên trong tiến hành triệu hoán. Đơn giản mà nói chính là thiên trọng lăng xem qua sách vở hoặc hình người bên trong vật đều có thể dùng triệu hoán thể triệu hoán đi ra nhưng là sẽ trải qua hệ thống ưu hóa bên trong xuất hiện. Lấy một thí dụ, tỷ như dùng sức mạnh người triệu hoán thể đi ra Tây Du Ký hoặc là trong hồng hoang trấn nguyên tử, đại khái xuất chính là một cái vũ hồn là nhân tham quả thụ trấn nguyên tử. Về phần cái này vũ hồn cường độ là thần cấp vũ hồn, hay lại là siêu cấp vũ hồn hoặc là phổ thông vũ hồn, thì nhìn hệ thống thế nào nào, có thể có thể một viên trái cây bồi dưỡng một cái sáng thế thần, cũng có thể chỉ có thể dùng trái cây đập nhân. Nếu như dùng thiên tài triệu hoán thẻ, triệu hoán đi ra hoàng mỹ thế giới hoàng thiên đế số 10 như vậy đoán chừng chính là một cái vũ hồn là một khối xương thạch hạo, mà không phải sẽ hắn hóa vạn cổ đại pháp, độc đoán vạn cổ hoang thiên đế. Nhìn thật hố, nhưng là cũng bình thường, dù sao loại này tồn tại thổi cái khí tức toàn bộ trêu chọc la tinh không có, triệu hoán không ra là trong tình lý sự tình. Mà cái gọi là thực tế bên, căn cứ đấu la đại lục từ cổ chí kim, trong lịch sử xuất hiện nhân vật tới tiến hành triệu hoán, nói cách khác thiên trọng lăng có nhất định xác suất có thể mang hiện thế thân ba ba cùng ca ca triệu hoán đi ra cuối cùng triệu hoán thể còn có một cái đặc điểm nếu như sử dụng ảo tưởng bên tiến hành triệu hoán là có thể chỉ định một cái huyện thế giới muốn đặc biệt triệu hoán cái thế giới này nhân vật rút ra cái hàng ngàn hàng vạn lần nhất định sẽ ra một siêu cường đường phân cách một đêm yên lặng lần nhật thiên minh thiên trọng lăng mang theo bảy cái tiểu tỷ tỷ bắt đầu đường về đường đi chỉ bất quá ba ngày sau đường xá tình cờ đường quá một một cái thôn nhỏ cắt đứt các nàng hành trình tam trương thôn chỗ thiên đấu đế quốc nước phụ thuộc khắc mặt công quốc tây bắc phương hướng bởi vì phụ cận đều là lấy trương vi họ cho nên mệnh danh là tam trương thôn giống như vậy đặt tên còn có hai cái thôn cùng mở lớn thôn ba cái thôn một mực quá mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ giản dị thời gian nhưng là từ ba năm trước đây một nhóm sơn tặc làm chủ rồi ba cái thôn tây bắc phương hướng 50 mươi mét ngoại hắc hổ sơn sau đó hết thảy liền đều thay đổi tên này sơn tặc đầu lĩnh là một cái tên là trương bạch lan hồn đế trương bạch lan là đàn ở tam trương thôn ra đời vũ hồn giác tỉnh thời điểm vận khí cũng không sai thức tỉnh một cái bạch lan vũ hồn tiên thiên hồn lực cấp 5 nhưng là người này cũng không có để cho thôn phát triển tốt hơn Trương Bạch Lan tu luyện có thành sau đó bắt đầu cùng một ít những tiểu quý tộc làm hại hương lý, hơn nữa cùng những thứ này hồ bằng cẩu hữu ở hắc hổ sơn, vào rừng làm cướp là giặc. Thỉnh thoảng cướp bóc, tú tú chính mình cảm giác tồn tại, càng bởi vì bên trong có hồn sư cùng quý tộc trộn lẫn trong đó, khiến cho nơi đó quan chức cùng vũ hồn phân điện cũng bó tay bó chân. Thời gian qua đi mấy tháng, bọn họ xuất thủ lần nữa, bắt đi rồi ba cái thôn hơn nửa lương thực, cùng với mấy vị sắc đẹp còn thiếu nữ những thiếu nữ này có kết quả gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho nên vừa vặn đi ngang qua nơi đây thiên thủy học viện chư vị lão sư học viên, dĩ nhiên là lửa giận trùng thiên, chuẩn bị thế thiên hành đạo. Ở nơi này hai cái thôn trưởng thôn nói chuyện với nhau biết được hắc hổ sơn vị trí sau đó, tần quẩn cùng trần tiêu tuyết hai người sát khí tràn trề hướng hắc hổ sơn lướt đi. Hắc hổ sơn Ở vào hai cái thôn 50 dặm ra ngoài, nơi này núi non trùng điệp thay phiên chướng, bích lập thiên nhận, địa thế hiểm yếu. Ở hôm nay, ở đường núi quanh co, hai cái đáng yêu Mỹ phụ từng bước từng bước đi lên nấc thang leo lên đến, nếu như có không biết chuyện thôn dân biết được, hai cái Mỹ phụ nhân tự mình đưa trên thịt môn, nhất định sẽ đối với các nàng so với cái ngón tay cái. Ừ. Đột nhiên, các nàng dừng bước. Hai gã vóc người khôi ngô tráng hán, đều cầm binh khí lập ở trước mặt thang đá bên trên, khóe môi nhếch lên không có hảo ý mỉm cười. Bác ca, hơi lùng tráng hán cười nói. Ta không nhìn lầm chứ, lại có người dám lên hắc hổ sơn. Kêu bác ca nam tử mắt lộ ra tà quan thượng trên dưới hạ quét nhìn trần tiêu tuyết cùng tần quẩn thân thể mềm mại, cười tà nói. Này hai cô vợ nhỏ là thấy được bình thường chúng ta chơi chưa đã tận hứng. Bây giờ cố ý đưa tới cửa. Vừa. Hơi lùng hán tử nhảy xuống, quơ quơ trong tay đại hoàng đao, âm xăm xăm nói. Tiểu nương tử, ngươi biết không biết rõ mình vào ổ trộm. Trần Tiêu Tuyết vẻ mặt bình tĩnh nói. Biết rõ. Hơi luồn hán tử ngẩn ra, tuét miệng nở nụ cười, nói. Biết rõ còn dám đi lên, có phải hay không là muốn cho người anh em mấy cái giúp ngươi gia thông thông cống thoát nước. Trần Tiêu Tuyết nói. Ngươi là Sơn Tặc. Hơi luồn hán tử đem đại hoàng đao vác trên vai, ngạo nghễ nói. Không sai, lão tử chính là hát hổ sơn lên núi tặc, nhân đưa ngoại hiệu đao sắc tiểu bá vương. Trần Tiêu Tuyết lắc đầu một cái, sắc mặt có chút âm trầm, làm tặc cũng làm như vậy có cảm giác ưu việt, thật là thế phong nhật hạ. Kêu bác ca sơn tặc là không nhịn được nói. Cửu đệ, đừng lằng nhằn, một người một cái. Phốc suy. Còn chưa chờ cái gọi là cửu đệ đồng thủ, tần quẩn chẳng biết lúc nào trực tiếp vũ hồn phụ thể, tay trái hóa thành màu băng lam nhọn hỗ trảo, trực tiếp xuyên thấu đao sắc tiểu bá vương lồng ngực, đè thanh âm nói. Xin lỗi, chúng ta không có nhiều thời gian. Đao sắc tiểu bá vương ngẩng ra, chợt thần sắc dữ tợn, mãnh liệt thống khổ ở trong người lan tràn. Tần quẩn rút tay ra mà ra, chỉ thấy đao sắc tiểu bá vương nhất thời thân thể một chồng, đồng 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 lăn xuống, ở từng bậc từng bậc thang đá bên trên để lại thật dài vết máu. Hồn thánh Kêu bác ca sơn tạc thấy bởi vì vũ hồn phụ thể, hóa thành một cái hàng băng hổ tần quẩn, trên người hoàng hoàng tử 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 hắc hắc thất cái hồn hoàng thời điểm, đã rung lẫy bẫy. Quét. Nhưng vào lúc này, trần tiêu tuyết băng vũ hạt vũ hồn biến thành băng vũ, đã đến ở hắn trên cổ họng. Chỉ thấy, ánh mắt của trần tiêu tuyết lạnh lùng, nói. Trả lời ta, dưới núi mấy cái thôn, có phải hay không là các ngươi cướp? Lại một cái hồn thánh, ưng ừ ư ừ, Bị gọi là bác ca sơn tặc, không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng hoảng sợ nói ư ừ. băng vũ vạch qua trong phút chốc huyết tiên tam xích a à. sơn tặc tuyệt vọng che máu tươi bắn tung tóe cổ thẳng đến suy nghĩ mất đi tự như đau sắc tiểu bá vương như thế theo đường núi lăn xuống đi tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả